cả đám nhào vào đánh nhau y xèo không biết là ai la lên hãy nhận lấy liêu âm thối của đại hàn ta các ngươi là đàn bà hay sao mà âm độc vậy tóc đỏ đánh một hồi cũng ôm chân kêu la đau 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 nhưng mà cũng coi như xã được cục tức rồi tóc đỏ chợt nhớ ra rồi hỏi đúng rồi con vị trung thần cứu giá đó đâu ai mà ngờ tóc đỏ vừa quay đầu lại đã trông thấy cơ thanh cũng đang nhào vô đánh nhau với người ta cơ thanh mắng tên tóc vàng đang đánh nhau với mình con heo nước ngụy cũng nhiều sức lắm nhận lấy việt trưởng của ta tóc vàng cũng không nể nang mà chửi lại tần cầu cũng khoa trương lắm đợi ta dùng toàn lực của võ tốt nhất trọng tóc đỏ nhìn cảnh này cũng sợ hãi kêu lên ác liệt quá sẽ không xảy ra án mạng chứ còn ở trong giảng đường lúc này tiến sĩ của học cung lạc ấp tê viễn đang nghiêm mặt đợi bọn họ đến người hầu của tiến sĩ ở bên cạnh thấy mặt ông căng quá nên hơi e dè nói tiến sĩ tê những người đến nghe giảng đang ở bên ngoài đánh lộn với nhau có cần sai người ra ngăn lại anh ở tiến sĩ tê lại bảo không cần dịch học chẳng qua cũng chỉ là một đám tư chất không đủ không có hy vọng nhập học thôi ta đến để dạy cũng cảm thấy buồn bực chẳng qua là học cung còn có quy định vậy nên ta chỉ quan tâm đến giảng bài còn về việc không ai đến nghe thì liên quan gì đến ta. Nói xong ông nhìn mặt trời rồi thông báo, đến giờ ngọ rồi nên bắt đầu giảng bài. Mặc kệ cho không có ai đến nghe, tiến sĩ T vẫn bắt đầu giảng, hôm nay ta muốn truyền thụ phương pháp độc môn để đột phá địa tỏa của học cung lạc ấp, phương pháp quan tưởng, gọi là quan tưởng vì sẽ vận hành khí huyết xung quanh kinh lộ, khiến linh minh trực tiếp thông thiên địa, khiến có thể quan sát hư tưởng của các trùng địa tỏa trong cơ thể. Khiến địa tỏa hóa trong mắt, có thể kiểm tra hình ảnh cụ thể của địa tỏa, trực tiếp quan sát kiểm nghiệm và tiến triển, không cần tìm kiếm trong mơ hồ, có phương hướng rồi cũng giảm được một nửa công sức. Mà hình dạng của địa tỏa có thể dùng để tìm hiểu sự vận động của khí huyết trong cơ thể, không thể nào thất bại. Bình thường học cùng đều cử học sĩ xuống núi giảng bài, hiếm khi có một vị tiến sĩ xuống còn truyền thụ phương pháp quan tử. Đứng một bên nghe ông giảng, tùy tùng của ông chỉ có thể toát mồ hôi hột mà cảm thán, tiến sĩ cũng quá tùy ý rồi, đám dịch học này để lỡ một cơ duyên lớn rồi. Còn ở bên phía cơ thanh lúc này, tên đầu vàng nãy giờ đang đánh nhau với cơ thanh có vẻ kinh hãi mà thốt lên, tên này có chuyện gì vậy, rõ ràng lực đạo có thể làm gãy xương hắn, vậy mà chỉ khiến hắn bị thương ngoài ra. Bên phía Cơ Thanh cũng rất sảng khoái với trận đánh nhau này, đánh thì đánh chứ anh vẫn thầm khen ngợi đầu vàng, không hổ là học cung lạc ấp, tuy tiện gặp mấy tên này ở dịch học trấn mà có khả năng cũng không vừa. Tên này khí lực cương mãnh kỹ thuật biến hóa uyển chuyển, không thể hoàn toàn phòng ngự, mặt bị mấy cú mà tai ong ong hết lên rồi. Nói đến đây anh có vẻ thương xót mà đưa tay lên xoa xoa lỗ tai mình an ủi, tai mày đừng có bị hỏng nhé. Ai mà ngờ vừa mới xoa lỗ tai xong thì Cơ Thanh bỗng nghe thấy tiếng giảng bài của tiến sĩ tên, ông đang bảo là tiếp đến ta sẽ giảng khẩu quyết quan tưởng, đột nhiên nghe thấy như vậy làm cơ thanh vô cũng kinh hãi mà thốt lên tiếng gì vậy lúc này anh mới nhớ ra lúc thiếu hạo cốt trị liệu cho mình khí huyết dẫn nhập khiến mình trong một khoảng thời gian tai thính mắt tinh nghe thấy tiếng từ nơi xa rồi cơ thanh nghe tiến sĩ tê vẫn đang giảng thái lưu chi âm mỹ mỹ chi lôi trúc chỉ chi trùng không thấy bạch tuyết nghe đến đây cơ thanh bỗng hơi nhận ra hình như từ quảng học cung truyền đến là phương pháp vận dụng khí huyết cũng có rất nhiều chỗ giống với binh thần đạo thấy cơ thanh cứ đứng ngơ ra như thằng ngốc đầu vàng khó hiểu tự hỏi hắn đang làm gì vậy nhỉ đúng rồi có thể là phương pháp lừa địch người nước tần rất giả hoạt không thể không phòng rồi đầu vàng âm thầm mà khẳng định nhất định là đang đóng giả thành pho thần du thiên ngoại tạo dáng như đang nghe gì đó muốn khiến ta vừa nghĩ đến đây thì đầu vàng lại giật mình kêu lên khoan đã giảng bài tiêu rồi quên mất thời gian giảng bài rồi nhớ ra phải đi nghe giảng đầu vàng ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy về chỗ nghe giảng lúc đi còn không quên gọi đồng bọn người đại ngụy ta mau đến quảng trường bắt đầu giảng bài rồi đám người đang đánh nhau nghe thấy tiếng gọi cũng đứng hình đứa nào cũng ngớ người nhớ ra hôm nay giảng phương pháp để đột phá địa tỏa vậy là cả đám chẳng màn đánh đấm gì nữa chỉ lo sách quần mà chạy còn đánh gì nữa mau đi nghe giảng nếu mà lỡ thì nữa năm nữa cũng chưa chắc được nghe đâu còn cơ thanh thì vẫn đang lắng nghe âm thanh từ xa xa vọng lại tiến sĩ đang nói tiếp khi nãy là phương pháp dùng khí huyết để tìm kiếm địa tỏa còn tiếp theo đến là làm thế nào để quan sát cụ thể nghe đến đây cơ thanh lại càng chắc chắn rằng mình không thể chạy nếu chạy khí huyết trong tay sẽ tan biến hết phải ngưng thần nếu không sẽ không nghe thấy còn tóc đỏ sau khi thấy bọn kia đã chạy đi nghe giảng thì vẫn hung hăng mà mắng mấy tên nước ngụy đều là mấy tên khốn kiếp người âm dương chửi thì chửi vậy chứ tóc đỏ cũng phải chạy theo để đi nghe giảng chung, mới nhấc một bàn chân chạy thì tóc đỏ lại nhìn thấy Cơ Thanh đang đứng như trời trồng. Anh ta tốt bụng gọi Cơ Thanh, "Này trung thần sao đứng ngây ngốc bất động ở đó vậy?" Cơ Thanh chẳng quan tâm đến cái gì nữa, anh cứ đứng im một chỗ nghe tiến sĩ Tề nói, bát mạch chi hội âm dương hữu hải, tóc đỏ bên kia thì không ngừng gọi to trung thần. Cơ Thanh lại đang nghe tiếp đến đoạn, "Tương đặt hư thiên hạ thống u tuyền, còn tóc đỏ vẫn không bỏ cuộc mà gọi to, trung thần." Thấy Cơ Thanh vẫn chỉ đứng yên không đáp, tóc đỏ nghi hoặc hỏi to, "Sao lại không trả lời?" chẳng lẽ lúc giao thủ với ngụy đan bị thương không thể nói được sao rồi tóc đỏ lại phải đấu tranh tư tưởng không biết có nên bỏ lại cơ thanh không mình phải nhanh chóng đi nghe giảng nhưng nhưng thân là vương giả cần phải gánh vác trách nhiệm trên lưng nghĩ như vậy nên tóc đỏ đành cắn răng mà gõng cơ thanh trên vai rồi chạy đi dù nghĩa hiệp không bỏ cơ thanh lại nhưng tóc đỏ vẫn mắng nhưng mà trung thần á nguyên nặng thật đấy còn ở giảng đường ngoài trời tiến sĩ tê đã nói đến câu cuối cùng nếu như qua nội cảnh chi vũ tưởng nội cảnh chi trụ như vậy thì có thể nhìn thấy địa tỏa cụ thể bài giảng của ta đã kết thúc rồi đám người phía dưới nghe thấy bài giảng kết thúc thì buồn bã oán thán nghe được mỗi một câu cuối cùng lại còn giảng phương pháp quan tưởng ta ở trấn học dịch này cũng được một năm rồi chính là muốn nghe pháp quyết này tiến sĩ T chẳng thèm quan tâm ông đang định đứng dậy rời đi thì nghe thấy thêm một tiếng than vãn nữa tiếng than này nghe vô cùng đau khổ đã giảng xong rồi sao trời ơi thì ra chính là tóc đỏ vừa mới cõng cơ thanh đến nơi hắn ta mệt mỏi thở dốc rồi oán trách đều là tại đám người nước ngụy này nên mới xảy ra tranh chấp mới bị lở mất bài giảng thế là tóc đỏ liền chỉ sang cơ thanh rồi mách tiến sĩ tê tiến sĩ ngày xem một người khỏe mạnh bình thường như này lại bị chúng đánh cho thành ngố như vậy. Thế nhưng tiến sĩ T lại vô cùng lạnh lùng đáp rằng, muốn ta chủ trì công đạo sao hoang đường, người của học cung ta không quản lý những phân tranh của đám dịch học các ngươi. Hơn nữa truyền đạo thụ nghiệm thứ nhất phải xem ngộ tính của ngươi, thứ hai phải xem cơ duyên, lỡ rồi chính là lỡ rồi. Nói rồi ông liền xoay người rồi lạnh lùng bảo, không có tư chất nhưng ít nhất phải có nghị lực lớn, cơ duyên lớn thì mới được, nếu không cứ bình bình thường thường thì con luyện võ gì vấn đạo sĩ nữa. anh ngờ ông vừa nói vậy, đang tính bỏ đi thì lại nghe thấy người bên dưới rõ rạc mà hỏi to bát mạch chi hội âm dương hữu hải cái gì đó là nói đem khí huyết toàn thân quan tưởng thành một thể phải không thì ra chính là cơ thanh đứng dậy hỏi một thế vậy tưởng tượng kinh mạch khí huyết thành vô số các nhánh sông nói đến đây anh cũng chẳng cần câu trả lời của tiến sĩ nữa mà tự mình tuyên bố ta hiểu rồi đám người xung quanh nghe anh nói thì giật mình kinh hãi nói với nhau tên nước tần đó mau nhìn cánh tay hắn kìa sao có thể sao hắn có thể làm được còn tiến sĩ tề nãy giờ có vẻ khinh thường nhưng sau khi nghe những lời của cơ thanh thì lại rất tán thưởng mà nói phương pháp quan tưởng tuy không được tính là cao thâm nhưng người thường không khổ luyện nửa tháng thì không thể thành được hắn lại vừa nghe đã hiểu vừa hiểu đã thông không tồi còn cơ thanh lúc này đã nghiệm ra thay vì diều trưởng như trước đây tay anh bây giờ đã có thể vận khí hóa ra sợi dây xích anh mừng rỡ kêu lên đây chính là cảnh giới ràng buộc cơ thể của địa tòa sao sau ngày hôm đó đột nhiên cơ thanh lại trở nên nổi tiếng trong trấn dịch học mệt mỏi chính là cái tên hàn linh tóc đỏ đó nhất quyết muốn nhận cơ thanh làm thần tử nhớ tới hàn linh cơ thanh chỉ có thể thở dài vì hắn ta nhất quyết muốn cơ thanh làm thần tử từ chối kiểu gì cũng không được nhìn Hàn Linh cứ đuổi theo mình như vậy, Cơ Thanh hết chịu nổi bực bội hỏi, mỗi ngày ngươi đều nhàn rỗi vậy sao? Thế nhưng Hàn Linh vẫn mặt dày mà đáp, ta thân là vương giả, nên đồng hành với thần tử mới đúng, nâng cao tình hữu nghị là chuyện quan trọng. Cơ Thanh nghe mà hết cách. Anh chỉ im lặng rồi nghĩ tuy phát hiện đó là nữ cải nam trang, nhưng tiếp xúc lâu rồi ngược lại lại không để ý chuyện cô ta là nữ nữa. Bởi vì người này không hề có tính tự giác về bản thân mình là nữ, bởi vì cô ta không hề biết xấu hổ mà còn mời mọc Cơ Thanh hay là ai khanh dọn đến nhà ta mỗi ngày cùng ta luận đạo bổ sung những điều không biết thế không phải hay sao ta từ chối cơ thanh hét lên rồi lo trốn khỏi cô ta cho lành. Rồi anh lại phải lo lắng vì, chấn dịch học cái gì cũng đắt, ở nơi rộng rãi không phải dễ, hơn nữa học cùng con tu bổ số lượng lớn, công trình giúp đột phá địa tỏa, ví dụ như con đường yển này. Trên đường sẽ có những người thực lực ngang với địa tỏa nhất trùng, xuất hiện bất thình lình, để ta tự luyện khả năng phản ứng và khả năng bạo phát của cơ thể. Đang ngơ ngác nghĩ ngợi về những khổ cực thì cơ thanh lại phát hiện ra, đằng sau bên phải lại xuất hiện một con đường yên nữa. Anh nhanh chóng quay đầu cho con đường yển gỗ kia một chiêu việt trưởng, đánh cho nó gãy ra làn nôi vừa mới đánh xong thì chủ tiệm đã thông báo thời gian đến rồi vị dịch học này còn muốn tiếp tục thuê con đường yển đó không không thuê nữa cơ thanh mệt mỏi thở phì rồi đáp rồi anh lại đi đến một phòng tắm đặc biệt đổ đầy thủy ngân vào rồi ngâm mình bên trong lấy độc thủy ngân để kích thích khí huyết ép ra tiềm lực cơ thanh cắn răng chịu đựng vì anh biết phải dùng khí huyết bịt những lỗ hồng khắp người thậm chí hình thành lực bên ngoài không cho độc xâm nhập vào dùng những công trình này để rèn luyện xương cốt kích thích khí huyết mỗi ngày phải mất hơn 10 ngày khổ luyện nhưng lúc này chủ phòng tắm cũng thông báo vị dịch học này thời gian một canh giờ đã đến mười đợi thủy ngân rút hết rồi ra khỏi phòng cơ thanh mệt mỏi oán thán mỗi lần thuê giá thật đắt không phải thuộc nhà thế gia luyện không nổi cơ thanh lại phải đau đầu tính toán lại mới đầu số tiền mang theo người rất nhanh đã tiêu sạch rồi may mà mấy lần lục y mang tiền của đến cho mà cơ thanh cũng đã tìm được phương pháp kiếm tiền rất nhanh anh đi làm thầy giáo dạy học cho những người học rốt hơn cứ đến đúng giờ cơ thanh ngồi ở giữa bọn họ rồi bắt đầu giảng bài thái uyên chi âm mỹ mỹ chi lôi giảng tới đây anh còn đưa tay lên minh họa cho họ hiểu chính là chỉ tĩnh mạch ở cổ tay khí huyết chuyển động như tiếng sấm anh giảng quá nhiệt tình đám người phía dưới nghe xong cứ như đã gặp được chân ái cuộc đời hét lên hóa ra là vậy không hổ là cơ công tử được tiến sĩ của học cung đích thân tán thưởng cũng làm học trò phía dưới nhưng thay vì khen ngợi thầy như những người khác tóc vàng lúc trước đánh nhau với cơ thanh lại nghiến răng mà nói nếu như lúc đó ta cũng có thể nghe hết phương pháp quan tưởng thì hiện tại cũng có thể cụ thể được địa tỏa như vậy hàn linh ở bên cạnh nghe được liền khiêu khích hắn tên nước ngụy nhà ngươi cho ngươi nghe đã là tốt lắm rồi còn dám cầu nhau tóc vàng lập tức cãi lại lão tử bỏ tiền ra là tiền trắng đấy thế là hàn linh vẫn không chịu cãi lại một ngày làm thầy cả đời làm cha đó hiểu không hả tóc vàng vẫn không chịu cha cái đầu ngươi ấy bỏ tiền ra để nghe rằng đây chỉ là một cuộc giao dịch cơ thanh nghe bọn họ cãi nhau ồn ào quá đành phải đứng ra hòa giải đừng cãi nữa mọi người im lặng một chút hay là đang nói kể chuyện tiếp nhé nói vậy là vì cơ thanh biết tên ngụy đan này thật ra chỉ là khẩu khí hơi nặng một chút hơn nữa tiền đưa cũng rất đầy đủ nghe đến kể chuyện đám người bên dưới vô cùng vui mừng thúc giục kể tiếp đi kể tiếp đi con sói hiếu chiến tuyệt thế cao thủ đó khi nào luyện được hóa thần kỳ chỉ cần hóa thần kỳ của nó luyện thành thì có thể mang người hoa hạ cửu châu chúng ta phá vỡ hư không rồi tránh khỏi kim ô thái dương sắp sửa bùng nổ và cứ như vậy cơ thanh vừa luyện võ vừa kể chuyện kiếm tiền sinh sống ở trấn dịch học này khoảng thời gian này cũng không xảy ra chuyện ví dụ như ngụy đan cũng chính là tên đầu vàng đã cụ thể được điện tỏa rồi hàn linh giả trai thì đã có thể chế dược luyện đan tiếp nhận cuộc sống mới mấy ngày nay rất ít khi đến làm phiền cơ thanh việc học của thương ly cũng càng ngày càng nặng nhưng mà cô ấy vẫn tranh thủ được thời gian đến tìm cơ thanh chơi nhưng đa phần thời gian đến chơi đều chỉ tựa đầu vào vai cơ thanh ngủ gật rồi còn nói mớ đại hoàng đừng gấp nhìn cô bé như thế cơ thanh chỉ có thể yên lặng chịu đựng và hơi thương xót đã mệt đến vậy rồi mà còn chạy đến cổ vũ mình hoàn thành giao ước một năm ba tháng sau tại trấn dịch học cơ thanh sau đang hoa mắt chóng mặt sau một hồi mệt mỏi không thôi cơ thanh còn lẩm bẩm với chính mình luyện liền một hơi năm canh giờ sắp kiệt sức rồi anh nhìn lên xiềng xích trên cánh tay rồi lại tự nghĩ phương pháp đột phá địa tỏa chính là không ngừng kích thích khí huyết lập đi lập lại khiến địa tỏa dần dần xuất hiện vết nứt có thể phá vỡ nhưng ngoài thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi mình đều dùng toàn bộ thời gian để luyện tập khí huyết toàn thân sắp luyện đến gần địa tỏa nhị trùng rồi nhưng sao vẫn chưa thấy vết nứt nào cả khi cơ thanh đang khó hiểu tự dần vật mình thì ngụy đan lại đến mỉa mai cơ thanh sao địa tỏa của ngươi chẳng có gì thay đổi vậy sau đó hắn ta còn phép lối đưa cái tay của mình lên khoe với cơ thanh và nói xem đi địa tỏa của ta đã luyện đến mức độ này rồi cứ theo tiến độ này cần khoảng 3 tháng nữa là có thể phá vỡ được rồi khoe xong thì lại áp mặt sát vào cơ thanh ra vẻ hiểu biết rồi bảo trước đây ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi tại sao địa tỏa của ngươi thô hơn của ta rất nhiều trừ khi là ngươi có tư chất gì đó đặc biệt nên địa tỏa càng kiên cố hơn sao nói đến đây hắn ta lại đổi tư thế sang thân thiết đặt tay lên vai cơ thanh nhưng vẫn rất chảnh chọe mà nói tiếp này thân thủ của người hiện tại tương đương ta rồi thậm chí hơn một chút nhưng ba tháng sau thì sao nói không chừng ta địa tỏa tam tứ trùng ngươi vẫn chỉ dừng lại ở đây nghe đến đây là cơ thanh đã không còn đủ kiên nhẫn nữa anh liếc mắt hỏi ngụy đan nói đủ chưa ngụy đang thấy cơ thanh bực mình hắn ta đã đạt được mục đích chọc tức rồi nên cũng phất tay bỏ đi ta không nói nữa không nói nữa cứ yên tâm đi dù sao chúng ta cũng không đánh không quen biết sau này ta sẽ vào chấn thăm người sau đó hắn ta và đồng bọn cứ làm như đã hạ nhục được Cơ Thanh cả bọn cười lớn rồi nói với nhau đột nhiên tâm tình thoải mái quá nhìn đám người đó Cơ Thanh chỉ có thể nén giận nghiến răng tự trách bản thân mình lại bị người khác coi thường rồi rồi anh lại nhìn vào những xiềng xích trên tay mình và tự trách nhưng mà nhìn vào con người vốn thu kém mình dần dần tiến bộ thậm chí còn siêu việt hơn còn mình bất kể nỗ lực thế nào cũng vẫn dậm chân tại chỗ như là tiền đồ bị cắt đứt mình mới ý thức được mình thật sự có thể hoàn thành hẹn hứa một năm đó sao thế nhưng cơ thanh đã ngay lập tức đè ép những suy nghĩ tiêu cực đó xuống anh tự tát vào mặt mình cho mình tỉnh ra nghĩ gì vậy chứ vậy chỉ cần ngủ ít đi vài canh giờ luyện thêm trăm nghìn lần nữa mình không tin nó có thể bám mình cả đời cơ thanh quyết tâm hét lên để nhắc nhở chính mình chuyển đến tối hôm đó tại học cung lạc ấp thủ tàng thất lục y vừa rón rén soi đèn cho thương ly vừa hỏi tiểu thư cô ngày ngày đến thủ tàng thấp xem mật tịch nếu như để tiến sĩ lữ biết sợ là sẽ trách phạt tiểu thư không chuyên tâm luyện công đó cô lo lắng thế nhưng thương ly lại có vẻ chẳng sợ gì mà đáp lục y tiến sĩ biết tư chất của ta chỉ cần có thể hoàn thành bài bà ấy sẽ không để tâm chuyện ta đến thủ tàng thất đâu lục y nghe vậy rồi nhưng vẫn cố khuyên ngăn nhưng đã đến giờ tắt đèn rồi tiểu thư vẫn còn chưa đi còn chưa kịp nói hết câu thì thương ly đã hơi khó chịu kêu lên yên lặng đi hình như ta lại tìm thấy được mật tịch có ích rồi không nhiều lời thêm nữa thương ly nhanh chóng mở sách ra đọc có thể xác nhận rồi năm đó cơ uyên huyền có thể đạt được đến địa tỏa cửu trùng là do dùng các loại báu vật đan dược khiến khí huyết càng thêm bạo phát hình thành lực bạo phát gấp 10 lần bình thường để tấn công liên tục vào địa tỏa. Chỉ có như vậy mới có thể phá vỡ được địa tỏa kinh cố của tư chất cửu lê, vậy phương pháp bình thường căn bản không có tác dụng. Nghe cô đọc tới đây Lục Y cũng hơi hơi hiểu ra, nhưng vẫn hỏi lại rằng, cũng có nghĩa là có cách đột phá, chỉ là có đủ tiền mua các bảo vật và đan dược tốt thôi đúng không? Rồi chẳng đợi Thương Ly trả lời, Lục Y đã thở dài bất lực nói tiếp, thế lực của Châu Thất còn không ổn. Tương ra chúng ta thì vì lão gia Liêm Khiết vốn dĩ đã rất nghèo còn kém rất xa, đại hoàng phải làm sao đây? Trái ngược với sự lo lắng của Lục Y, Thương Ly lại vô cùng bình tĩnh mà từ từ vừa nghĩ vừa nói, kiểu gì cũng mua được thôi, trong lạc ấp có những đan dược nào phù hợp với đại hoàng nhỉ, đúng rồi là bạo huyết bổ dịch đan. Nghe đến đây làm Lục Y càng thêm bất lực hơn, cô lên tiếng nhắc nhở Thương Ly, 50 đồng một viên ta còn chưa biết là đại hoàng cần bao nhiêu, tiểu thư chúng ta cung cấp nổi sao? Thương Ly có vẻ chẳng hề sợ gì, cô bé vỗ ngực mình rồi vô cùng tự tin đáp, yên tâm đi tiền ý mà, cũng giống như vòng ngực, dù nhiều thì sẽ có thôi. Ngày hôm sau Lục Y đến nhà trọ của Cơ Thanh, nhưng giọng cô lại có vẻ rất run rẩy. Đại hoàng tiểu thư tìm được trong thủ tàng thất, một số phương pháp tu luyện của cơ uyên huyền năm đó ngươi cầm lấy xem xem nói rồi lục y lại lấy ra một cái hộp giao cho cơ thanh và bảo còn có 8 viên bạo huyết bổ dịch đan tiểu thư không dùng đến bảo ta mang đến cho người cơ thanh nhận lấy rồi nghi hoặc hỏi lại thật là không dùng đến sao tiểu thư cũng phải phá địa tỏa mà phải cần đến đan dược chứ anh nói đến khiến lục y có vẻ lắp bắp rồi mới nói tư tư chất của tiểu thư tốt địa tỏa gì cũng chỉ cần đẩy một chút là có thể vỡ rồi căn bản không cần đan dược giúp sức nghe cô nói vậy cơ thanh yên tâm nở một nụ cười rồi đáp ta hiểu rồi ta sẽ không phụ lại tâm ý của mọi người nhất định sẽ đột phá được địa tỏa nhị trùng còn lục y thì càng nói mặt lại càng đỏ cô cố giữ bình tĩnh căn dặn cơ thanh tám viên này đủ cho người luyện trong vòng hai tháng sau này ta sẽ lại đem đan dược đến cho người cơ thanh thấy cô cứ lắp ba lắp bắp anh lo lắng hỏi lục y tỉ tỉ làm sao vậy nhưng lục y chỉ quay mặt đi rồi đáp không không sao tìm nơi nào đó ngồi một lát là đỡ thôi sau đó cô đứng dậy gần như là tháo chạy nhưng vẫn không quên dặn dò cơ thanh tóm lại là đại hoàng ngươi tu luyện cho tốt ta sắp chịu không nổi nữa rồi trở về nghỉ ngơi trước đây Cơ Thanh không vạch trần cô trước mặt, nhưng anh vẫn hiểu được nên chỉ nhìn theo cô rồi thở dài một tiếng, Lục Y Tỷ vẫn như trước, hễ nói dối là khó thở. Rồi sau đó Cơ Thanh mới bắt đầu tự ngẫm, Cơ Uyên Huyền này cũng được coi là tiền bối của mình. Lúc đó vì muốn phá địa tỏa mà thử qua đủ các loại phương pháp, thậm chí là cả các bí mật mà Vương Thất không truyền ra ngoài. Nhưng có hiệu quả nhất vẫn là Hạp Dược Đại Pháp, xem tới đây Cơ Thanh lại càng buồn bực hơn tự nghĩ, cho dù với khả năng văn cổ của mình cũng có thể xem hiểu cuốn điển tịch này viết toàn là chữ tiền. Bạo huyết bổ dịch đan, loại đan dược có thể bão phát khí huyết gấp 3 lần này, ai có thể không dùng được chứ nhưng mà chỉ đánh phụ tâm ý của thương ly thôi điều duy nhất mình có thể làm là dốc hết sức phá được địa tỏa nhị trùng vào học cung cơ thanh vừa nghĩ vừa lấy một viên bổ dịch đan bỏ vào miệng vừa mới uống xong cơ thanh liền mừng rỡ mà kêu lên thuốc bắt đầu có tác dụng rồi khí huyết tăng tốc điên cuồng toàn thân cơ thanh lúc này được bao trùm bởi khí huyết đỏ rực chính anh cũng kinh ngạc mà hét lên đột nhiên tăng khí huyết gấp 3 lần quả nhiên là không giống như những lúc bình thường hay lắm vậy thì nhân lúc hiện tại cơ thanh lập tức ngồi thẳng lưng bắt đầu vận khí trong cơ thể mình công kích địa tỏa Cơ Thanh vừa hét vừa dùng khí huyết muốn phá vỡ xiềng xích. Những sợi xích vô hình trói buộc cơ Thanh cũng lần đầu run rẩy. Thế nhưng chẳng có kết quả là mấy, cơ Thanh lại thở dài tự hỏi kết thúc rồi sao, công hiệu của thuốc chỉ duy trì được trong một khắc vậy thôi sao. Nhưng mà bình thường luyện xuyên đêm, công kích lâu như vậy địa tỏa cũng không có phản ứng gì, vậy mà chỉ một viên đan dược đã nứt ra một vết rồi. Quả nhiên phương pháp tu luyện của tư chất cửu lê chính là tiền vàng sao, đúng là đơn giản rõ ràng. Rồi anh lại nhìn vào hộp đan dược mà nhớ lại, theo cách nói của Lục Y tỷ, bạo huyết bổ dịch đan này một tuần dùng nhiều nhất một viên nếu không sẽ tổn hại lớn đến cơ thể nhưng mà mình đã không còn thời gian để thực hiện theo thứ tự nữa rồi hơn nữa mấy chuyện có thể tổn hại đến thân thể trước giờ chưa từng nằm trong phạm vi khiến mình phải lo lắng một viên có thể khiến địa toán nốt ra một vết vậy thì nghĩ đến đây cơ thanh không hề do dự mà quang thêm hai viên đan nữa vào miệng quả nhiên vừa ăn xong khí huyết trong người đã bộc phát nhìn chính mình toàn thân khí huyết bộc phát cơ thanh tự hỏi không biết một lần ăn hai viên thì sẽ ra sao sau một lát cơ thanh vừa thở dốc vừa mừng rỡ kêu lên kiểm nghiệm ra rồi một lần ăn hai viên tác dụng của thuốc không hoàn toàn tăng lên gấp đôi, nhiều nhất cũng chỉ là bốn lần khí huyết, nhưng thời gian kéo dài đến 20 phút. Nhưng mà tiến triển mở địa tỏa, tăng lên trông thấy. Nhưng mà đau, giống như có lưỡi dao di chuyển trong kinh mạch vậy. Dù đau nhưng anh vẫn cố gắng thò tay lấy hết số đan còn lại, vì anh nghĩ theo như trong sách ghi chép, thứ cơ uyên huyền ăn là bảo vật đã tuyệt chủng rồi, luyện chế ra âm dương đan, một lần có thể tăng 10 lần khí huyết. Nhìn đống đan dược trên tay, cơ thanh lại lẩm bẩm, bạo huyết bổ dịch đan này chính là bản giản hóa của âm dương đan năm viên một lúc chắc là có thể đạt được hiệu quả như âm dương đan anh nghĩ vậy nên cũng không hề do dự mà thả hết năm viên đan còn lại vào miệng quả nhiên khí huyết bộc phát cơ thanh vui mừng reo lên đủ mạnh khí huyết quả nhiên bạo phát gấp 10 lần hơn nữa đã được hơn nửa canh giờ rồi tác dụng của thuốc vẫn còn anh nghiến răng nghiến lợi khí huyết trong cơ thể mình lúc này như thiêu đốt lên vậy cảm giác khí thở ra đều nóng như lửa thế nhưng cơ thanh vẫn ngoan cố mà tiếp tục anh tự nói dù sao lão tử cũng không chết được cái dây xích đáng chết này hôm nay ta liều với người luôn vỡ ra cho ta Cơ thanh hét lên rồi vẫn hết khí huyết trong người mình vào dây xích. Một canh giờ sau đó. Cơ ái khanh, ngươi có ở nhà không? Hàn Linh ở bên ngoài cửa gọi to. Sau khi gọi mà chẳng có ai thưa, cô ta khó hiểu thò đầu vào nói to, sao không có ai trả lời, ta vào đấy nhé. Vừa mới bước chân vào, Hàn Linh đã phải thét lên trung thần ngươi sao vậy, trước mặt cô bây giờ đang là cơ thanh máu me be bét trả lời, ta không sao chỉ là tu luyện mà thôi. Hàn Linh nghe vậy mới thở vào một hơi, suýt chút là dọa dạ chết ta rồi, lần đầu tiên thấy tu luyện mà có thể khiến bản thân thành cái bộ dạng của quỷ như vậy nhìn cơ thanh mệt mỏi nằm thư ra bàn hàn linh chẳng hề thương xót mà còn vui mừng nói có tiến triển cuối cùng cũng có vết nứt rồi địa tỏa lỏng ra rồi cơ thanh không trả lời vì anh đang bận nghỉ năm đó cơ uyên huyền dùng đan dược tốt hơn mình nhưng mà mỗi lần phải điều dưỡng ba ngày mới có thể tiếp tục cuối cùng để phá được địa tỏa nhị trùng phải mất tròn một năm so với ông ta ưu thế của mình chỉ có thiếu hạo cốt này thôi có thể không ngừng tu luyện nhưng không có nhiều đan dược lúc này hàn linh lại thắc mắc hỏi sao ta lại có cảm giác trên người trung thần có mùi thuốc nhỉ nói rồi cô ta đưa tay quệt một chút máu trên mặt cơ thanh Hà Linh không chút ngại ngần liếm máu của Cơ Thanh rồi còn miên mai nói, mùi vị trong máu là bạo huyết bổ dịch đan, được đấy không người trung thần ngươi là giàu có như vậy. Nghe cô ta nói vậy, Cơ Thanh có vẻ chẳng hề ngạc nhiên đáp, quả nhiên là rất đắt, lúc trước nhìn biểu cảm của Lục Y tỷ mình đã đoán ra rồi, lúc này Han Linh lại nói tiếp, đang dược có đẳng cấp này, sợ là đến đệ tử của trường chắc cũng phải đến 2 tháng mới được lĩnh một viên, nếu mà học bên ngoài ít nhất cũng 50 đồng thì mới may ra. Biết được thông tin này, chính Cơ Thanh cũng không ngờ, anh tiếc tiền mà đau đớn thốt lên, nói như vậy thì vừa rồi ta đã ăn một hơi hết 400 đồng, sau đó cơ thanh lại hơi tự trách mình biết là đất nhưng không ngờ lại đất đến mức đó rồi anh lại nhìn xuống cái dây xích trên tay buồn bã nghĩ như vậy mà mới làm cho địa tọa bắt đầu bị tổn hại có một chút muốn hoàn toàn vỡ ra cảm giác phải hơn cả vạn lượng trừ phi nghĩ đến đây cơ thanh lại liếc sang nhìn chằm chằm hàn linh hàn linh ngô nghê bị nhìn như vậy thì liền hỏi trung thần ngươi nhìn bản vương làm gì bị khí độ của ta khuất phục rồi muốn tuyên thệ hiếu chung với ta hay sao nhưng mặc cho cô nói khủng nói điên lần này cơ thanh lại có vẻ rất thân thiết đặt tay lên vai hàn linh gọi một tiếng hàn linh mụi à mà không là hàn huynh rồi cơ thanh lại nhìn thẳng vào mắt hàn linh và hỏi ta nhớ là huynh biết luyện chế thuốc đúng không đúng vậy hàn linh đáp ngày hôm sau trước cổng học cung bảo vệ đọc sơ yếu lý lịch rồi thông báo lăng hạo mặc dù tư chất của ngươi chỉ là hạng hạ đẳng nhưng ở ung thành lăng thì cũng coi như là danh môn vọng tộc nên cho phép nhập học học cung nhỏ hẹp ngươi nhiều nhất chỉ có thể dẫn theo một người đi cùng để tiện cho việc chăm sóc dù là ở trốn trang nghiêm nhưng lăng hạo vẫn rất thôn thiền hắn ta nghe xong vô cùng bực bội mà hỏi lại chỉ có một người sao xem rõ phải sống khổ cực rồi đây thế là hắn liền quay đầu hỏi cao quản sự này huyền thanh khi nào có thể tới cao quản sự lập tức nói bên nữ thân quyền đó đi lại chậm chạp có lẽ phải mấy ngày nữa không thể vì vậy mà bỏ lỡ việc công tử nhập học được rồi cao quản sự lại vô cùng lý lẽ nói với Lăng hạo hơn nữa học viện có quy định tùy tùng đi theo nhập học phải cùng giới tính với chủ nhân để tránh học tử mê đắm vào ca múa săn bắn ảnh hưởng đến việc học Lăng hạo mê gái nghe xong rất bực bội mà hét lên còn có quy định chết tiệt này sao rõ ràng đang sống thoải mái ở ung thành sao cha ta cứ nhất định phải ép ta đến học cùng chứ nói rồi hắn ta lại ra vẻ giận dỗi nói với cao quản sự thôi bỏ đi vậy ta không đem theo ai cả. Nhưng cao quản sự lại như đã có chuẩn bị mà đáp rằng, công tử thân phận cao quý, luôn phải có người ở bên cạnh chăm sóc chứ. Chi bằng để Huyền tử cao dung ở bên cạnh người, Huyền tử làm việc rất cẩn thận rất giỏi về chăm sóc người. Ông ta nói xong cao dung cùng lập tức bước ra cung kính cúi đầu với Lăng Hạo, "Cao dung bái kiến công tử." Lăng Hạo không nghỉ nhiều, chỉ phất tay đồng ý, "Được rồi cứ như vậy đi đã, cao quản sự người thu xếp tốt mọi thứ ở cho căn dưới núi đi, cứ chi tiêu thoải mái đừng keo kiệt." Nhớ nói cho Huyền Thanh khi nào ta rảnh sẽ xuống núi gặp nàng cao quản sự nghe vậy nghe hắn nói vậy thì liền cung kính cúi đầu chúc công tử học hành thuận lợi nói vậy nhưng trong lòng ông ta lại tính toán mà nghĩ vương hiền thanh à ngươi dù gì đi nữa cũng là nữ tử không có học thức có lẽ không biết rõ những quy luật này của học quan chứ nghĩ rồi cái quản sự lại càng thêm đắc ý ông ta biết với tính cách phóng đãng của công tử cộng thêm với thủ đoạn quyến rủ của cao dung chỉ mấy ngày sau hắn ta sẽ lãng quên cô ngay thôi rồi ông ta lại thầm hỏi huyền thanh mất đi sự sủng ái tín nhiệm của công tử ngươi có gì để tranh quyền với ta buổi tối hôm đó tại phòng ngủ trong trường Lăng Hạo buồn bực mà hét lên, chán chết mất. Anh ta nằm dài ra giường rồi lại tự nhủ, ngày mai xuống núi thôi, cũng không biết thị trấn dưới núi có gì thú vị không. Bỗng lúc này, có một đôi chân nõn nà bước đến nói với Lăng Hạo, đi đường vất vả, suốt chặng đường vất vả cho công tử rồi. Cao Dung lúc này đã biến thành con gái, cô ta nũng nịu nói với Lăng Hạo, để thiếp đến hầu hạ công tử nghỉ ngơi nhé. Lăng Hạo nhìn cô ta bằng ánh mắt thèm thuồng rồi mừng rỡ kêu lên Cao Dung, ngươi là con gái sao? Cao Dung cũng bước đến đưa tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào ngực Lăng Hạo, rồi hiểu điệu nói, công tử kêu thiếp là dung nhi được rồi gia phụ biết công tử trong học quan sẽ rất cô đơn đặc biệt sai thần thiếp đến hầu hạ công tử quả nhiên vẫn là cao quản sự hiểu tâm tư ta nhất lăng hạo mê gái vừa nói vừa đưa tay chạm vào bờ vai nõn của cao dung cao dung kia liền ra vẻ mê hoặc nhưng vẫn không quên nhắc nhở hắn suy công tử nói nhỏ thôi không được lớn tiếng tránh để người khác phát hiện cũng trong đêm huyền thanh đang thức bật trên xe ngựa để đến chỗ lăng hạo huyền thanh nghiến răng nghiến lợi tức tối nghĩ tính toán thời gian con trai của cao đới liên có lẽ đã trèo lên giường của lăng hạo rồi hắn ta lặng lẽ kéo dài hành trình của ta, không phải chỉ vì muốn giở trò này sao? Huyền Thanh tự biết rằng dựa vào tính cách có mới nơi cũ của Lăng Hạo, sau một thời gian nữa sợ rằng hắn ta đối với Huyền Thanh không còn chút tình ý nào nữa rồi. Tôi thì cũng hợp ý cô ta, mặc dù sau khi cao đối liên đắc thế cô ta biết mình sẽ sống rất thảm hại, nhưng còn tốt hơn so với đặt tâm tư cho tên thiếu gia đó. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Huyền Thanh lại tự nhắc nhở mình, không được nóng vội ta đã rất gần với lạc ấp học quan rồi, phải tiếp tục ở ẩn trước tiên phải làm rõ hàm ý của Hắc Lý. Huyền Thanh còn nhìn lên trời cao và tự hỏi, vầng trăng sáng ngời ánh trăng trơ trọn, ai biết đến ta trí ở phương nào. Nửa tháng sau đó, tại nhà của Hàn Linh, cô đang nói với cơ thanh về kết quả. Đã qua nhiều ngày như vậy đã tiêu tốn mấy viên bộc huyết bổ ích đan, cuối cùng cũng phân tích ra tổng thể dược lý cùng với mấy vị thuốc chính. Thuốc giống như cái tên của nó, một là bộc huyết có thể tạm thời kích thích khí huyết của người học võ, hai là bổ ích, vào lúc khí huyết cao trào bồi dưỡng cơ thể, có thể giảm bớt vết thương do kinh lạc tạo nên. Hai vị thuốc này thuộc tính không hề ảnh hưởng đến nhau, lại còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, thiết kế cùng với nhau thật kỳ diệu quá đỉnh rồi nghe Hàn Linh nói một hơi dài. Cơ thanh chẳng quan tâm, anh chỉ nóng lòng hỏi, tôi muốn biết cô có luyện được đan dược này không, nếu như luyện thì giá cả nguyên liệu khoảng bao nhiêu. Anh hỏi vậy làm Hàn Linh có hơi suy nghĩ rồi đáp, phương thức của thuốc là bí quyết của lạc ấp, tôi nhiều lần chỉ có thể phân tích ra mấy loại thuốc chính, cũng không tính quá đắt, trung bình mỗi viên không đến một lượng, nghe đến đây là cơ thanh đã kinh hãi kêu lên một lượng sao. Thế là Hàn Linh đành phải nói tiếp, giá của nó đắt đỏ như vậy bởi lẽ dược lực quá mạnh, vậy nên phải kết hợp với lượng lớn vật phụ trợ mới có thể khiến dược lực vừa có thể bộc phát khí huyết, lại không đã thương đến cơ thể cô càng nói lại càng nhỏ âm lượng lại bình quân trong đó rất khó nắm bắt buộc phải có chuyên gia dược thuật mới có thể hoàn thành đây cũng là một phần nâng cao giá của nó vậy nên nói vậy nên nói gì cơ thanh nóng lòng hỏi lại thế là hàn linh buộc phải thành thật cười ngại ngùng tự chỉ vào mình bản vương mà vẫn còn thiếu chút trình độ nghe cô nói xong cơ thanh có hơi suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp nếu như không cần phụ dược không nghĩ đến cân bằng thì sao thế là hàn linh đáp ngay vậy thì đơn giản rồi không chỉ có thể luyện ra tôi còn có thể tăng hiệu quả của thuốc lên gấp 10 lần 10 lần sau cơ thanh nghe mà kinh ngạc hét lên thấy anh mừng quá, Hàn Linh phải nhỏ giọng lại nhắc nhở, có điều đan dược luyện ra dược lực quá mạnh không khác gì với thuốc độc, uống một viên cũng đủ mất mạng rồi. Ai mà có ngờ vừa nói hết câu, Cơ Thanh lại vô cùng mừng rỡ mà hét lên tôi muốn cái này, nhìn anh nghe tới thuốc độc mà mừng như thế, Hàn Linh sợ như gặp ma, cô lên vội vã hỏi lại, này này ngươi không hiểu ta đang nói cái gì sao, thuốc độc đấy mất mạng như trời đấy. thế nhưng mặc cho những lời cô nói, Cơ Thanh đã nắm lấy tay cô ra vẻ như vô cùng thân thiết mà nhiều vả, trông gậy cả vào cô, tôi thật sự cần có nó hãy giúp tôi chuyện này thấy anh như vật hàn linh bèn phải bất đắc dĩ mà đồng ý được huynh đệ với nhau suốt đời huynh đệ tôi nhất định sẽ giúp huynh có điều phải nói rõ người rốt cuộc muốn hạ độc ai anh ở cơ thanh lại đặt tay lên vai cô khẳng định yên tâm đi tôi không phải muốn hại người là để cho tôi uống mà anh nở một nụ cười rồi cùng tự tin mà đáp ngày hôm sau tại tiệm thuốc trên phố nhìn cái giỏ dược liệu mà cơ thanh đeo trên vai hàn linh vui mừng nói phần nguyên liệu có lẽ đã đủ luyện một lò rồi luyện ra chắc khoảng được khoảng hai mươi viên đấy nghe đến đây là cơ thanh đã mừng rỡ kêu lên hai viên sao rồi anh có vẻ thỏa mãn mà nói rằng nếu chỉ mua nguyên liệu chính quả nhiên rất rẻ. Khi hai người đang chuẩn bị đi thì lại nghe thấy tiếng mắng chửi ồn ào, nhưng đừng chút nào đừng đâm vào. Hà Linh nhìn sang bên phía đó rồi kể với Cơ Thanh, người nhà này mấy ngày trước vừa chuyển đến đang phung phí sắm sửa mua đồ, cũng không biết là quý nhân nước nào. Cơ Thanh cũng nhìn qua thấy bạn hiểu đề hai chữ Lăng phủ, anh cười cợt tự mỉm mai, mình cũng thật có duyên với nhà họ Lăng ấy. Anh ở vừa mới nghỉ vậy xong, đã nghe thấy tiếng một bà thím quát tháo, Vương Huyền Thanh rửa cái chậu thôi cũng lâu như vậy, trước đây được người khác hầu hạ quen rồi bây giờ không quen làm việc nữa rồi sao vương huyền thanh sách cái xô nước bước ra cúi đầu nhẫn nhịn hỏi người phụ nữ xin lỗi còn có chuyện gì nữa cần ta làm sao đám thị nữ trong phủ thấy cô ta bị như vậy chẳng ai thông cảm chỉ bụng miệng lại cười cợt với nhau nói khi ở ung thành ở vương huyền thanh này oai phong biết bao bây giờ đến lượt chúng ta sai khiến rồi ai nói công tử đã có thú vui mới rồi chứ mê đám đứa con trai của cao quản sự ngay cả quyền lực trong phủ cũng giao cả cho hắn ta lúc này huyền thanh sách xô nước ra ngoài cửa thì cũng vừa hay chạm mặt cơ thanh và hàn linh cô ta nhục nhã quá chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất thấy cô ta có vẻ kỳ lạ sau khi nhìn thấy mình hàn linh tò mò quay sang hỏi cơ thanh hai người quen biết sao cô ấy rất xinh đẹp đấy chứ chỉ nhìn có vẻ như chịu khổ vất vả cơ thanh không thèm suy nghĩ lập tức quay đầu bỏ đi lạnh lùng nói không quen hàn linh thấy anh bỏ đi thì vội vàng đuổi theo rồi nói đợi sau này có cơ hội ta với người về hàn quốc ta sẽ giới thiệu nguyên làm quen với mấy mỹ nữ ở chỗ ta còn cơ thanh tuy miệng thì nói không quen nhưng thấy con ả à này anh vẫn có chút đề phòng tự hỏi cô ta sao lại đến dịch học trấn nhỉ thôi mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm mình chỉ là tu luyện không cần dây dưa quan hệ với cô ta trước mắt đã qua một tháng rồi ngày hẹn ước với học cung chỉ còn nửa năm trong một tháng này cơ thanh không ngừng hết lần này đến lần khác luyện dược mỗi ngày đều uống thuốc hàn linh luyện chế rồi bị công kích vào địa tỏa tới mức toàn thân dỉ máy rồi đến tối cơ thanh lại phải tính toán tiền bạc cho dù chỉ là bạo huyết bổ ích dược bản giá rẻ cũng làm cho số tiền tích lũy của anh tiêu hết sạch rồi còn khiến cho hàn linh bỏ hết gia sản vì mình vào lúc nhận lấy số tiền của hàn linh cơ thanh đã khẳng định chắc nghịch với cô ta chắc chắn sẽ trả lại sớm cho ngươi nhưng hàn linh lại chẳng hề tính toán đáp cầm lấy ta và ngươi là huynh đệ suốt đời này tính toán nhiều như vậy làm gì từ đầu đến giờ cơ thanh đã uống gần 100 viên rồi dùng lượng lớn thuốc như vậy dược lực tích tụ lại dẫn đến toàn thân xuất hiện hiện tượng kỳ lạ thiếu hạo cốt cũng không có cách gì thu phục gương mặt của cơ thanh ngày càng nhiều dấu vết nứt toát ra vô cùng xấu xí thiếu hạo cốt cũng không hồi phục được hơn nữa địa tỏa của cơ thanh cũng đang không ngừng công kích tạo ra vết nứt với 10 lần khí huyết nhưng như xiềng xích kia dù nứt nhưng vẫn còn chứ chẳng có dấu hiệu sẽ biến mất Cơ thanh gần như đã hết cách mà khoảng cách vẫn cứ cách xa vô hạn như vậy. Ngày hôm sau, Lục Y đến đập cửa ầm ầm hét to, "Đại hoàng ra đây mau, ngươi có bản lĩnh uống thuốc linh tinh thì có bản lĩnh mở cửa ra chứ." Càng nói Lục Y lại càng tức giận, cô gần như là hét lên, "Để bản thân trở thành bộ dạng quỷ quái như vậy, ngươi có biết tiểu thư biết tin lo lắng cho ngươi thế nào không?" Cơ thanh ở trong nhà đau đớn nghe Lục Y mắng, tiểu thư bị một vị tiến sĩ thu nhận làm đệ tử chân truyền, nhưng ngay cả tiết học của sư phụ cô ấy cũng chuẩn bị trốn đi để xuống núi thăm ngươi, bây giờ bị bắt lại bị nhốt cưỡng chế bế quan rồi tiểu thư nói ngươi đừng làm càn làm bậy cho dù hạnh ước một năm không thể làm được cô ấy tiêu sạch gia tài sử dụng mọi thứ quan hệ cũng sẽ để ngươi được bước vào học cung nói đến đây lục y gần như là tuyệt vọng cô nhỏ nhẹ lại rồi căn dặn cơ thanh tuyệt đối đừng uống thuốc lung tung nữa dặn dò xong thì lại thay đổi sắc mặt tức tối bảo cũng không biết người nào lại có thể luyện ra loại thuốc đó lừa người đừng để ta tìm thấy người đó nói xong thì không cần cơ thanh mở cửa chi nữa lục y xoay người tức giận bước đi như động đất hai người ngồi trong nhà rón rén nãy giờ nghe thấy tiếng bước chân ngày một xa dần thì nghi hoặc hỏi nhau đi rồi sao có chắc là đi rồi không sau đó hàn linh có hơi ré nhẹ cô hỏi cơ thanh a hoàng của tiểu thư nhà ngươi có lẽ không biết là ta giúp ngươi luyện thuốc chứ cơ thanh thấy cô sợ hãi lập tức chấn an rằng không biết không biết đâu vừa mới yên ổn được một lúc lại nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên cả hai lại được một phen sợ hãi ai ngờ là huyền thanh bước vào cô ta vô cùng dịu dàng nói với hàn linh hàn quân đây là y phục của cô huyền thanh giúp cô sửa lại rồi đây trước đây thực là làm phiền cô rồi thấy người vào là huyền thanh chứ không phải lục y hàn linh mới thở vào một hơi nhẹ nhõm thì ra là vương huyền thanh làm ta sợ trách khiếp trái với hàn linh Cơ Thanh nhìn là đã thấy ghét, anh bực bội hỏi cô đến đây làm gì. Huyền Thanh liền ra vẻ con gái nhà lành cúi đầu đáp, thì ra thần quân cũng ở đây, vậy ta không làm phiền nữa. Sau đó khi cô ta đã quay đầu đi ra, Cơ Thanh mới bực bội hỏi Hàn Linh, hai người sao lại quen biết nhau vậy? Biết anh ghét cô ta, nên Hàn Linh liền đáp, yên tâm đi huynh đã nói người phụ nữ này xấu xa, ta không có ý tiếp cận với cô ta. Rồi Hàn Linh lại có vẻ hơi cảm thông mà kể tiếp, có điều cô gái này rất có nghị lực, bị quản sự trong phủ làm khó làm cả đống việc tạp nham nhưng cho dù như vậy mỗi ngày đều chăm chỉ đến nghe giảng không bỏ qua buổi nào, vì vậy mỗi ngày cô ấy chỉ ngủ không được một tiếng nữa. Nói đến đây Hàn Linh có vẻ hơi thương xót mà bảo rằng, ta không biết cô ấy kiên trì vì cái gì, nhưng cô ta như vậy sớm muộn cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, ta thấy cô ta rất đáng thương, nên tặng cô mấy viên thuốc bổ thôi. Không còn cách nào khác, ta thân là Hàn Quốc vương thất thì phải đồng tình với hạ dân mà, Hàn Linh tốt bụng giải thích. Sau đó Hàn Linh lại lấy cái áo huyền thanh vừa mang qua ra xem rồi khai ngợi, có điều cô ấy cũng biết làm đấy chứ, sau khi rảnh liền giúp mình may vá đồ đạc trong trấn nhiều người thấy cô ấy đáng thương họ tân thưởng nghị lực của cô ta có điều giúp đỡ cô ấy cô ấy đều sẽ cố gắng báo đáp lại nghe xong hết như lời hàn linh kể cơ thanh chẳng có chút thương xót nào anh chỉ nghi ngờ tự hỏi cô ta rốt cuộc muốn làm gì chứ vừa mới nghĩ vậy lại nghe thấy hàn linh nói về huyền thanh tiếp bây giờ cô ấy được cả dịch học trấn này khen ngợi rất tốt cũng xem như là một trong hai người nổi tiếng nhất rồi cơ thanh nghe đến đây có hơi bất ngờ hỏi lại hai người sao dịch học trấn còn có danh nhân nào khác sao nghe anh hỏi hàn linh liền nhân mặt ánh mắt khinh thường hỏi ngươi thấy thế nào tên điên uống thuốc tu hành Cơ Thanh công tử. Trong trước mắt Cơ Thanh đã ở dịch học trấn 11 tháng rồi. Kỳ hạn một năm cũng sắp hết rồi, Cơ Thanh từ đầu đến cuối cùng không cách nào đột phá địa tỏa nhất trùng. Tiến bộ lớn nhất ngược lại chính là luyện ra được tốc độ hấp thụ dược lực, không lâu trước cuối cùng cũng khôi phục khuôn mặt. Mỗi khi anh bước đi trên phố, người ta đều chỉ trỏ bàn tán xôn xao, hắn ta chính là Cơ Thanh uống thuốc đến mức khiến bản thân tàn tạ kia sao, quả thật nực cười, loại người này đáng đời mà. Anh ở đang nói xấu đã bị Ngụy Đan bắt gặp, nay thích sau lưng người khác nói chuyện tầm phào vậy sao, có muốn luyện với ta chút không? đám người kia thấy ngụy đan là ba chân bốn cẳng bỏ chạy sợ hãi nói không dám không dám không ngờ rằng hắn ta là bạn của ngụy công tử chúng ta thất lễ rồi đám nhóc này thật là ngụy đan mới nói có vài lời đã dọa dạ được đám người kia bỏ chạy anh ta vô cùng đắc ý mà nói với cơ thanh đúng rồi cơ thanh nếu như ngươi bị người khác ức hiếp thì cứ nhắc đến tên ta đây bây giờ trong trấn này không ai là đối thủ của ta cơ thanh nghe xong cũng lịch sự đáp cảm ơn nhé như điều bọn họ nói đều là sự thật ta không muốn để ý đến nói xong cơ thanh lạnh lùng quay người đi về không nấn ná lại lâu nhìn anh quay lưng bước đi Ngụy Đan có chút bực bội nói với đàn em, thái độ của tên tiểu tử sao lại không giữ cho ta chút thể diện gì vậy chứ? Tên đàn em đó cũng không nghĩ nhiều mà đáp ngay. Lão đại vốn dĩ thực lực của hắn và huynh không phân cao thấp, mà bây giờ bị huynh dễ dàng vượt qua như vậy, dĩ nhiên trong lòng sẽ thấy khó chịu mà thôi. Nghe xong Ngụy Đan cũng đồng ý với đàn em, rồi anh có vẻ hơi thương xót cho Cơ Thanh mà nói, con đường học võ chính là thiên phú và cơ duyên, cũng không biết tên tiểu tử này có vận may đó hay không. Ở bên phía Cơ Thanh, anh vừa về thì Hàn Linh đã mừng rỡ ra nghênh đón, có đồ ăn rồi sao ta sắp chết đói rồi đây thấy cô như vậy, Cơ Thanh lập tức đưa đồ trong tay ra. Đây bánh hạt sẻ mà người thích ăn nhất. Chỉ có một cái bánh đã giúp Hàn Linh vui sướng reo lên, tốt quá rồi lại có động lực luyện đan rồi. Sau đó đi vào nhà, Cơ Thanh lại ái náy mà nghĩ, sắp một năm rồi để cho Hàn Linh giúp mình luyện ra nhiều đan dược như vậy, mình chỉ có thể lấy chút bánh hạt sẻ này báo đáp, thật là nợ quá nhiều nhân tình rồi. Trong lúc anh đang suy tư, thì Hàn Linh lại tốt lên. đúng rồi chuyện liên quan đến chế luyện bộc huyết đan, ta có cách mới. Ô cách mới sao? Cơ Thanh cũng ngạc nhiên. Thế là Hàn Linh phải vừa ăn vừa giải thích nếu như ví dụ mỗi khi người sử dụng một viên bộc huyết đan thì là dùng búa đập địa tỏa một lần ta quan sát trạng thái địa tỏa của ngươi có lẽ chỉ thiếu một bước nữa thôi không nhất trùng trùy nhưng bộc huyết đan mạnh gấp mười mấy lần vẫn còn điểm thiếu sót dù sao đi nữa thể chất của ngươi cũng đặc biệt tổn hại thế nào cũng không sao dứt khoát chơi một ván lớn búa nhỏ đổi thành búa lớn xem thế nào nghe cô nói xong một lượt cơ thanh có vẻ hiểu sơ sơ anh hỏi lại nói cách khác là luyện ta bộc huyết đan với dược lực mạnh hơn ngươi có thể luyện không hàn linh là ai cơ chứ cô vô cùng tự tin đáp luyện bộc huyết đan lâu như vậy rồi ta sớm đã thành thạo rồi. Thế nhưng nói xong liền quay qua ghét bỏ đá vào cái lò của mình rồi mới bảo rằng, nhưng muốn luyện ra cực phẩm cái lò này của ta quá tàn rồi, phải đổi cái lò đan dung lượng to hơn mới có thể chịu được lực mạnh. Cơ thanh ngốc nghếch nghe vậy thì liền nói, vậy đơn giản rồi ta đi mua lò đan mới ngay, thấy anh ngốc quá hàn linh không nhịn được liền mắng, ngươi cho rằng đây là nước tống theo đuổi tiêu dao luyện đan thành tập tục sao, làm gì tùy ý có thể mua được lò đan cực phẩm chứ, hơn nữa ít nhất giá của nó cũng là nghìn lượng đều là giá cao vời vợi. Nhìn lượng cơ thanh hét lên vì kinh ngạc, à? Lúc này anh mới giật mình mà nhớ ra, mình vì uống thuốc này căn bản đã tiêu hết sạch tiền rồi, chỉ còn lại chút tiền để duy trì cuộc sống hàng ngày thôi. Hơn nữa Thương Ly cô ấy cũng đang trong thời khắc mấu chốt công kích địa tỏa, đang cần phải sử dụng lượng lớn vật hỗ trợ, không thể tìm cô ấy mượn tiền được nếu không sẽ làm lỡ chuyện của cô ấy mất. Đang đau đầu chưa biết phải làm thế nào thì Cơ Thanh đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Hàn Linh bực bội vừa bước ra mở cửa vừa hỏi, "Ai vậy lúc này còn gõ cửa?" Vừa mới mở cửa ra, Huyền Thanh đã xách một cái giỏ rồi dịu dàng nói, Hàn Tỷ Tỷ Huyền Thanh biết cô lại bế quan luyện đan sẽ không để ý đến chuyện ăn uống, ở đây có chút đồ ăn. Hàn Linh vô cùng vui vẻ nhận lấy rồi còn nói với Huyền Thanh, Tỷ Tỷ gì chứ gọi ta công tử, cô vương chu đáo thật đấy sau này cùng ta về cung làm sủng phi đi. Nghe những lời Hàn Linh nói Huyền Thanh có hơi thấy kỳ kỳ, nhưng chỉ cười cười rồi đáp, công tử nói đủ rồi. Sau đó Huyền Thanh lại nhìn qua Cơ Thanh rồi nhẹ giọng hỏi, thứ lỗi cho Huyền Thanh mạo muội, Cơ Thanh công tử là đang thiếu tiền để mua lò luyện đan sau. Cơ Thanh bực bội hỏi lại, liên quan gì đến ngươi? Lúc này anh mới biết, thì ra cô ta ở bên ngoài nghe trộm bọn mình nói chuyện sao. Bị anh thẳng thừng nói như thế, Huyền Thanh không dám nói gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu xin lỗi, là Huyền Thanh nhiều chuyện rồi, Huyền Thanh tháo tử. Khi Huyền Thanh đã đi rồi, Hàn Linh mới quay sang hất vai cơ thanh mỉm mai anh, nói chuyện cũng gây gớm đấy chứ, này nên hình dung như thế nào nhỉ, quan hệ với cô ấy cũng thân thuộc đấy. Cơ thanh bị nói là thân với con à kia, anh bực bội đáp ngay, nếu đổi lại ngươi bị người khác chọc đến, thôi đi không nói chuyện này nữa, nghĩ xem có cách nào góp được tiền mua lò luyện đan đi. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Cô Thanh mới hơi suy nghĩ lại, anh thầm nghĩ, cảm giác Vương Huyền Thanh đang có ý tốt, nhưng cô ta đang có ý định gì chứ? Ngày hôm sau tại Lăng phủ, thấy cả mọi gia nhân đều đang quỳ rạp dưới đất hô vang, cung kính Hạo công tử hồi phủ. Tên Lăng Hạo ngồi trên cao bực bội nói, cuối cùng cũng có cơ hội xuống núi rồi, ở học cung mỗi ngày đều phải học cho dù có dung nhi hầu hạ cũng thấy rất mệt. Sau đó hắn ta nhìn quanh một lượt rồi lại hỏi Cao quản sự, đúng rồi Huyền Thanh đâu, cô ấy sao không ra nghênh đón ta? Cao quản sự ở bên cạnh vội nhất nhở hắn, công tử nhìn sót rồi đấy chứ, vương cô nương đang ở dưới kia mà sau khi bị cao quản sự chỉ thẳng mặt huyền thanh cũng nhanh chóng thò mặt ra gọi một tiếng công tử Lăng hạo từ trên cao bước xuống nhìn cô ta một cái rồi có vẻ chê bai huyền thanh sao nàng lại trở nên xấu xí rồi tiêu tụy như một thôn nữ vậy thế là cao quản sự bên cạnh liền bảo là do tầm mắt của công tử cao hơn rồi hơn nữa vương cô nương xuất thân thấp kém làm sao so sánh được những mỹ nữ ở lạc ấp chứ nghe ông ta nói cũng có lý lăng hạo gật gù đáp thì ra là vậy sau đó Lăng hạo đứng dậy lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói với cao quản sự đúng rồi cao quản sự thầy giáo của ta luôn soi mói ta không cần cù lần này xuống núi phải mua chút quà quý hiếm để ta đem lấy lòng ông ta dựa vào ấn tín này có thể đi đến kho phạm thu ở tân bang thành gần phủ tùy ý bỏ tiền ra mua gì đó đến lúc đó ngươi tự xem rồi làm đi dặn dò xong rồi thì tên lang hạo lại ngồi lên ghế nói tiếp lần hồi phủ này có thể ở lại 3 đến 5 ngày phải nghỉ ngơi thật tốt mới được nghe là biết hắn muốn gì cao quản sự ở kế bên liền nói với hắn ta đã sớm chuẩn bị xong rượu và đồ ăn ngon còn mời vũ nữ từ lạc ấp về đây mời công tử thoải mái hưởng thụ ạ ông ta vừa mới dứt lời Huyền Thanh bỗng lên tiếng, Hạo công tử Huyền Thanh có một chuyện muốn thỉnh cầu, có chuyện gì nói nhanh đi, Lăng Hạo bây giờ vô cùng khó chịu với cô ta. Thế nhưng Huyền Thanh vẫn cúi đầu van nài, nghe nói chỉ cần có tiến thư, tầng lớp nô bộc như thần có thể thử nghiệm huyết minh nguồn, thậm chí có thể vào học cung, Huyền Thanh muốn. Cô ta chưa được nói hết câu thì đã bị cao quản sự đã chỉ mặt quát hỗn xược, ngươi không phải thực khách cũng không phải sĩ nhân, làm gì có đạo lý để chủ nhân viết tiến thư cho ngươi chứ, đồn ra ngoài thì mặt mũi công tử để đâu nữa chứ. Ông ta nói xong thì Lăng Hạo cũng mở miệng nói, Huyền Thanh à cao quản sự nói rất có lý, hơn nữa phụ thân ta đã căn dặn qua chuyện viết tiến thư như này cần dùng đến thể diện của lăng gia không thể dễ dàng đề cử cho người khác được nói xong hắn còn bực bội mà sai bảo huyền thanh ngươi ấy mà nên đi rửa mặt sạch sẽ đi bộ dạng xấu xí này sẽ làm người ta cảm thấy khó chịu nghe những lời này à huyền thanh cũng chẳng dám nói gì chỉ có thể cúi đầu trước hắn ta rồi nhỏ giọng là huyền thanh vượt quá phép tắt rồi ngoài mặt thì huyền thanh ra vẻ nô bộc như thế nhưng trong lòng thì đang ghi hận lăng hạo lăng hạo à ta đã cho ngươi cơ hội rồi ba ngày sau cơ thanh và hàn linh đã nghỉ hết mọi cách rồi góp được hơn 100 lượng Bộc huyết đơn hàng thật mà Lục Y trước giờ gửi đến cũng chỉ còn lại 6 viên, giảm giá bán đi được 230 lượng. Sau khi bán hết mọi thứ, Cơ Thanh vẫn đang đau đầu tính toán, hoàn toàn không đủ rốt cuộc phải đi đâu kiếm tiền đây. Thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng Hà Linh gọi mình, trung thần có chuyện lớn rồi. Hà Linh hớt ha hớt hải chạy đến nói, ta nhận được tin Tân Trịnh Thành mới chuyển đến một lò luyện đan thượng phẩm, xuất xứ từ thời Tống do chuyên gia tạo ra tuyệt đối không thể để mất. Chúng ta có thể góp được nghìn lượng không? Nghe câu hỏi quá bất ngờ này, Cơ Thanh cũng chẳng biết phải làm sao một lát sau hai người vẫn cùng nhau đến tân trịnh thành chủ tiệm bảo thứ lỗi quy định của cửa tiệm chúng tôi trước giờ không bán chịu hơn nữa lò luyện đan đó vào nửa canh giờ trước đã bán đi mất rồi hà linh nghe tin mà chấn động cô ngạc nhiên hỏi nhanh như vậy sao cho hỏi là ai mua vậy thế là chủ tiệm kể rằng là một nữ tử đội mũ tre những điều khác ta cũng không biết nghe những tin này cơ thanh cũng rất thất vọng anh buồn bã nghĩ còn muốn đến thử xem có thể trả theo thời hạn không kết quả thì rồi hai người cơ thanh và hà linh lại buồn bã mà đi về ngoại ô hà linh vừa đi u sầu nói lần này phiền phức rồi bỏ lỡ lần này có trời mới biết đến khi nào mới có thể thấy được lò luyện đan thượng phẩm đây cô nói xong cơ thanh liền sửa lại lời cô cho dù là nhìn thấy cũng không biết mua được hay không quả nhiên hai người sẽ đi đường này một giọng nói được ngột vang lên trên đường hai người đi chính là huyền thanh đội nón trông có vẻ ký bí cô đi đến cùng một chiếc xe ngựa được che kín thẳng thắn nói huyền thanh lần này đến là muốn cùng với công tử cơ thanh là một giao dịch nói xong cô ta liền đưa tay kéo tấm màn che trên chiếc xe ngựa xuống dần dần tấm màn hạ xuống một cái lò hiện ra nhìn cái lò hàn linh kinh ngạc vui vẻ kêu lên đây là không đợi hai người hỏi Huyền Thanh đã nói luôn chỉ cần đáp ứng điều kiện của Huyền Thanh lò luyện đan này của Huyền Thanh sẽ dâng hai tay tặng cho Huỳnh lúc này thì Cơ Thanh mới biết anh hỏi cô ta thì ra là cô mua nó nhưng tại sao ta phải đáp ứng cô không lòng vòng như những lần trước lần này cô nói thẳng luôn Huyền Thanh nghe Hàn Tỷ Tỷ nói Cơ Thành công tử chỉ cần đạt tới nhị trùng thì có thể gia nhập vào học cung Huyền Thanh chỉ xin đến lúc đó đưa ta lên núi nhiều mạnh thương cơ để cử Huyền Thanh thử nghiệm huyết minh nguyên ở học cung nghe cô ta nói nhiều như vậy càng làm hàn linh khó hiểu cô tò mò hỏi lại cần tiến thư sao chỉ cần cuốn lấy bọn họ không rời thì ta có thể ép bọn họ kiểm tra huyết mạch cho cô cô nói xong thì huyền thanh trả lời rằng đó là bởi vì hàn tỷ tỷ là người của vương tộc mặc dù vương thất thay đổi hiện nay con cháu vương tử hàng huệ cũng đã nhiều hơn rất nhiều rồi nhưng 500 năm trước đại tông sư hàn phi từ học cung chính là dòng dõi quý tộc của hàng huệ vương để tình ở hương hỏa học cung mới có thể khoa dung với hàn tỷ tỷ như vậy nghe hết những lời này cơ thanh mới gật gù mà nói với hàn linh thì ra cô quả thật là hậu duệ của vương thất Hàn Linh đâu có biết là trước giờ anh không tin, cô bực bội hỏi ngươi luôn cho rằng ta lừa người hay sao. Lúc này Huyền Thanh lại nói tiếp, đây chính là đẳng cấp giữa quý tộc và kẻ thấp hèn, hạng người thấp kém như Huyền Thanh không có ai tiến cử, đừng nói đến thử nghiệm huyết minh nguyên, ngay cả lên núi cũng không được. Thấy cô ta tốn công như vậy, Cơ Thanh liền hỏi, tại sao không cầu Lang công tử nhà ngươi chứ? Thế nhưng Huyền Thanh lại đáp rằng, Huyền Thanh có chỗ khó của mình, đây chính là một cuộc giao dịch công bằng, không liên quan đến ân oán thù hận, mong công tử Cơ Thanh có thể đồng ý. Thế nhưng Cơ Thanh không muốn dính líu quan hệ với cô ta nên anh đáp ta không. Đồng ý, chưa kịp nói hết câu thì Hàn Linh đã nhảy vào họng rồi đồng ý mất tiêu. Hàn Linh dùng vẻ mặt thèm nhỏ dãi của mình, ôm lấy cái lò rồi năn nỉ cơ thanh, cơ trung thần đồng ý với cô ấy đi. Và thế là cơ thanh vì nể tình do Hàn Linh thích luyện đang cùng với ngày ước định cũng sắp đến. Anh đã miễn cưỡng đáp ứng thỉnh cầu của Vương Huyền Thanh. Cuối cùng thành công luyện ra được bộc huyết đan với dược lực cực mạnh. Khi sử dụng bộc huyết đan với hiệu lực gấp 20 lần, cơ thể của cơ thanh dường như muốn bùng cháy vậy, cho dù sớm đã quen với việc chịu lực gấp 10 lần, anh cũng suýt nữa bị ngất đi nhưng mà quả nhiên không phụ niềm hy vọng của cơ thanh chỉ có lực lượng lớn như vậy mới có thể đột phá địa tỏa phá cơ thanh đau đớn cố gắng hét lên để vật khí quả nhiên từng sợi xích trên người cơ thanh đã vỡ tan phá cho ta cơ thanh lần nữa hét lên rồi bộc phá sức mạnh cửu lê châu bò của mình sau một hồi hàn linh bên cạnh lo lắng hỏi trung thần ngươi sao rồi thành công rồi chứ hàn linh vô cùng sốt ruột cứ hỏi mãi không thôi nhưng đáp lại cô mới đầu là tiếng thở của cơ thanh rồi anh mới dần dần nở một nụ cười nói cuối cùng cũng đột phá được điện tỏa nhất trùng Cơ Thanh thấy cơ thể mình giờ đây, khí huyết dâng trào cả cơ thể cho dù về chất hay lượng đều cao hơn một đẳng cấp so với trước đây, anh tự hỏi đây chính là cảnh giới của địa tỏa nhị trùng sao? Cứ vậy trôi qua một đêm đến ngày hôm sau. Hàn Linh ở bên cạnh có hơi lo lắng hỏi Cơ Thanh, "Hôm nay là ngày ngươi lên núi, Vương quân nương đâu?" Thế nhưng Cơ Thanh nào rảnh mà quan tâm, anh lập tức đáp ai mà biết chứ. Hai người đang tính đi tìm cô ta thì lại nghe bên phía lăng ra, cao quản sự hét lên với đám người làm, "Phế vật tiếp tục tìm cho tao, tìm thấy rồi cũng không cần nghe cô ta giải thích, trực tiếp giết chết." à vương huyền thanh đó nhân lúc ta uống say đã ăn trộm ấn tính tự ý lấy đi tiền của chủ gia bây giờ đã mấy ngày chưa trở về nhất định đã trốn qua nước khác rồi chỉ cần có thể đem đầu của à ta trở về lăng gia nhất định sẽ trọng thưởng trăm lượng nghe những lời này hàn linh có hơi rén cô hỏi nhỏ cơ thanh có lẽ lò luyện đan đó chính là này trung thần chúng ta có cần cứu cô ấy không thế nhưng cơ thanh vô cùng lạnh lùng đáp rằng ước định của ta và cô ấy chỉ là giúp cô ấy có cơ hội kiểm tra huyết minh nguyên những chuyện khác thì không liên quan đến ta đi thôi thời gian không còn sớm nữa hai người nhanh chóng lên đường một lát sau đã đến được dưới cổng trường người gác cổng đã nhận được tin từ trước anh ta lễ phép nói với cơ thanh triệu học sĩ đã can dặn chỉ cần cơ thanh công tử có địa tỏa nhị trùng có thể trực tiếp lên núi thế là hàn linh cũng đành vẫy tay nói lời cuối với cơ thanh ta chỉ tiễn ngươi đến đây thôi cơ thanh cũng vẫy tay tạm biệt cô ấy lần cuối vừa mới quay đầu đi chưa kịp bước lên bậc thang đã có người gọi đợi chút huyền thanh cả người rách nát bước ra cô ta hỏi cơ thanh cơ thanh công tử còn nhớ lời hứa của mình thấy cô ta hàn linh tốt bụng nên rất lo lắng mà hỏi cô đã trốn ở bên ngoài mấy ngày rồi cao đối liên của lăng gia đang treo thưởng trăm lượng để lấy mạng cô đấy cơ thanh cũng rất tò mò anh mở miệng khinh bỉ nói vương huyền thanh cô phản bội chủ nhân ăn trộm tiền của còn dùng cái này để đổi lấy một lời hứa của tôi thế nhưng huyền thanh cũng không hề thấy nhục nhã chút nào cô ta dõng dạc nói tôi và anh chỉ có thủ oán không có ân tình cho dù tôi lúc này rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng là lẽ phải huyền thanh biết có điều chỉ là đánh cược mạng sống mà thôi rồi cô ta lại nhìn thẳng vào cơ thanh mà nói tiếp cược rằng một là công tử cơ thanh sẽ thật sự giữ lời hứa hai là huyền thanh có thể có tư cách bước vào học cung tính mạng huyền thanh lúc này nằm trong tay công tử cơ thanh cho dù kết quả như thế nào nguyện lòng chịu thua nghe hết những lời này cơ thanh bình thường thì tốt bụng nhưng bây giờ chỉ khinh thường hỏi lại cô ta lại muốn tỏ vẻ yếu đuối thảm thương khiến tôi mềm lòng sao sau đó anh liền quay đầu không chút cảm xúc nói mặc dù tôi rất muốn nhìn thấy cô rơi vào kết cục này nhưng thôi đi đi theo tôi huyền thanh nhục nhã chỉ có thể cúi đầu vâng một tiếng rồi sau đó theo chân cơ thanh từng bước lên núi đang đi nửa đường huyền thanh lại gọi công tử cơ thanh nhưng không đợi cô ta nói hết câu, cơ thanh đã ra lệnh, đừng nói chuyện với tôi, khi lên núi tôi và cô sẽ không liên quan đến nhau nữa. Thế nhưng mặc cho anh nói vậy, Huyền Thanh vẫn ra vẻ đáng thương cố gắng mở miệng, Huyền Thanh chỉ muốn nói nếu như sau này Huyền Thanh có thành tựu, vậy thì nếu như công tử gặp phải khó khăn, đến lúc đó cho dù bạn hay kẻ địch, Huyền Thanh nhất định sẽ giúp người, để đáp lại ân tình ngày hôm nay, lời này đều xuất phát từ tận đáy lòng không hề lừa dối. Nhưng mặc cho cô ta có nói từ đáy lòng hay không, Cơ Thanh cũng chỉ lạnh lùng mà đáp, "Câm miệng đi, tôi ngược lại không hy vọng sẽ thật sự có ngày đó." Khi hai người đến được, là ấp học cung trong ung bình cung, đến người kiểm tra cũng kinh ngạc mà thốt lên, cái gì ngươi vậy mà thật sự có thể trong một năm đạt tới địa tỏa nhị trùng sao? Thấy người kiểm tra có vẻ bất ngờ, Cơ Thanh liền cho người đó xem, ta biết chuyện này khó mà khiến người khác tin được, nhưng nhìn những thứ này ngươi cũng có thể tin rồi chứ. Người kiểm tra thấy cơ thành bộc phát sức mạnh xong, càng thêm kinh ngạc mà kêu lên, đây là dương lăng tuyển tỏa đại diện cho địa tỏa tam trùng, có những thứ này đủ để chứng minh người có thực lực địa tỏa nhị trùng. Sau đó người kiểm tra liền hạ giọng nói với Cơ Thanh, ngươi không cần điều kiện của học cung cũng có thể tự mình thăng cấp tư chất còn ưu tú hơn cả uyên huyền nữa lẽ nào còn có chỗ đặc biệt xuất chúng hơn người sao cơ thanh không quan tâm anh chỉ nôn nóng hỏi vậy ta có thể nhập học rồi chứ đúng rồi có thể đáp ứng một yêu cầu quá mức của ta không người kiểm tra thể chất gật đầu một cái rồi nói tiếp chính bởi vì như vậy khuyên người vẫn nên lựa chọn những đan dược dùng cho việc tu hành hãy lựa chọn một vị tiến sĩ làm sư có điều với tư chất cửu lê của ngươi cũng không biết ai đồng ý dạy ngươi nghe xong những lời này cơ thanh gật đầu rồi chắp tay nói ra mong muốn của mình ta có thể để cô ấy không cần dùng đến tiến thư cũng có thể kiểm tra huyết minh nguyên không Cơ Thanh nói xong thì người kiểm tra cũng đáp lại, mặc dù không đúng với quy định nhưng cũng không phải không thể châm trước. Có điều thầy giáo của ngươi sẽ do học cung tùy ý sắp xếp. Nghe thấy người kiểm tra đã đồng ý, Cơ Thanh mới liếc mắt sang Huyền Thanh lạnh lùng nói: Vương Huyền Thanh ta đã làm theo lời hứa rồi đây chúng ta không còn liên quan gì với nhau. Huyền Thanh đa tạ cơ công tử. Cô ả à cúi đầu đáp. Rồi sau đó Cơ Thanh nhận được thông báo, học tử Cơ Thanh ngươi đã ghi tên trong học cung, thầy giáo của người chính là tiến sĩ chấp trưởng Đồng Nhân Điện Tê Viễn, ngươi có thể đến đó bái sư rồi. Nghe thông báo xong Cơ Thanh cũng tìm đường đến được chỗ của Tê Viễn khi đến được trước cổng anh thở dài rồi tự hỏi mình chạy cả một vòng để làm thủ tục nhập học đây chính là đồng nhân điện sao cảm giác thật vắng vẻ một học sinh cũng không còn nữa cơ thanh vừa bước vào tê viễn đã lạnh lùng nói không cần nhìn đông ngó tây vậy đâu lãng phí thời gian trực tiếp vào đây đi khi nhìn thấy tê viễn đang ngồi như ông già bán cá cơ thanh mới biết hóa ra lại là vị tiến sĩ dạy mình quan tương pháp ở dịch học trấn sao lại nhích nhác như vậy bộ dáng khác hẳn với trước đây suýt chút nữa thì không nhận ra vừa bước vào cơ thanh lại thầm nghĩ nghe nói khi bái sư phải tiến hành lễ tích không được thất lễ may mà trước khi đến tiến sĩ triệu có chỉ qua cho mình bước đầu tiên làm gì nhỉ nghĩ rồi cơ thanh liền quỳ xuống tay dâng lên mớ thảo dược quý coi như tiền học phí rồi cung kính nói đệ tử cơ thanh nguyện bái người làm sư Anh ở tê viễn chẳng thành quan tâm ông bảo không cần đâu mấy lễ tiết bái sư học cung dường già vô vị ngươi gọi ta một tiếng thầy là được rồi thế là cơ thanh cũng đành thưa thầy một tiếng sau đó tê viễn lại nghiến răng nói tiếp cả đời ta tự giao tự tại không ưa gì lão nữ nhân trên núi không chỉ ép ta đi đến dịch trấn dạy học bây giờ còn đem đến cho ta một tên đệ tử nữa người là cửu lê chi tử Ta cũng không biết dạy ngươi cái gì, vậy cái này cho ngươi. Ông nói xong thì lấy một lệnh bài trên bàn ném cho Cơ Thanh. Rồi Tê Viễn lạnh lùng giải thích, đây là lệnh bài đại diện cho quyền lực của tiến sĩ, có nó rồi ngươi có thể vào thủ tàng thất bất cứ lúc nào, muốn học cái gì thì tự mình tìm sách mà học. Rồi ông còn rất vô trách nhiệm mà nói, nếu có gì không hiểu thì tự mình tìm hiểu, nếu vẫn không hiểu thì tiếp tục tự mình nghiên cứu, đi nhanh đi đi. Cơ Thanh nhận lấy lệnh bài đứng dậy đáp đệ tử biết rồi, vừa đi anh lại vừa nghĩ, sao lại cứ thấy người thầy này không đáng tin chút nào vậy chứ? Thế là Cơ Thanh liền đi đến tần quán ở trong học cung này dựa vào quốc tộc khác nhau sẽ thiết kế ra nhà khách khác nhau để tiện cho học tử giao lưu với nhau hàng ngày lấy tên đất nước đó đặt tên luôn vừa bước vào thấy hai người lạ đang ngồi trước bàn cờ cãi nhau người bên phải nói từ lương huynh nếu như huynh bố trận ở đây phía sau chính là sông vị hà thì không còn đường để thoát lui nữa người bên trái lại đáp không đường thoát lui chỉ có tiến vào anh hùng chết binh sĩ bị thương nhất định sẽ thắng nhìn bọn họ như vậy cơ thanh chỉ thầm đánh giá đây là cơ quan quân kỳ sao có vẻ như thú vị đấy rồi cơ thanh lại nhìn ngang ngó dọc một hồi rồi tự hỏi không phải thương ly nói rồi sao mình đến học cung rồi có thể đến tầng quán tìm bọn họ người đâu chứ vừa mới thắc mắc thì bỗng nhiên có một đôi tay từ phía sau thò tới bịt mắt cơ thanh lại đi kèm với đôi tay kia là một bầu ngực đầy đạn chạm vào lưng cơ thanh cơ thanh đắc ý nghĩ ngay từ cảm giác phía sau lưng thì có thể đoán chắc là lục y rồi vậy là anh liền lên tiếng hỏi đôi tay kia lục y tỷ là tiểu thư nói chị đến trêu chọc em sao thế là đôi tay kia liền buông ra rồi buồn bực hỏi đại hoàng sao ngươi lại thấy ta là lục y chứ cơ thanh quay người lại nghe thương ly trách móc có điều mấy tháng không gặp ngươi đã không nhận ra ta nữa rồi sao hay là ngươi lại nhớ lục y hơn bị trách móc như vậy cơ thanh chỉ có thể im lặng không thể biện minh gì anh thầm tự trách mình quên mất thương ly cô ấy đã xem ma thuật như phục trang hàng ngày rồi không thể dựa vào ngực để phân biệt người nữa rồi không trách được cơ thanh thương ly liền quay sang lục y cô nói xem đại hoàng sao lại xem ta thành cô rồi chứ lục y ngại ngùng nhưng vẫn phải nhắc nhở tiểu thư đã đến tuổi cập kê không thể tùy ý ôm đàn ông nữa thế là thương ly liền mắng làm nhảm chỉ có điều gặp lại đại hoàng nên mừng quá thôi rồi cô lại nói tiếp mặc dù món nợ huynh uống thuốc linh tinh ta vẫn còn chưa tính sổ có điều cơ quân quả nhiên vẫn giữ lời hứa như hẹn ước đến học viện vừa nói cô bé vừa đưa ngón tay út đã móc ngoéo ra cơ thanh cũng lập tức đưa ngón tay út của mình ra rồi đáp đương nhiên ta nhất định sẽ không lừa muội đâu rồi ngay lúc hai người đang định móc ngoéo với nhau đột nhiên có một tiếng chuông thật vang làm cơ thanh mới đến chẳng hiểu gì bên hỏi có người gõ chuông là đến giờ ăn rồi sao thế nhưng tiếng chuông kia vừa kêu thì rất nhiều người vội vàng bước đi tất cả mọi người đều tập hợp lại tại ung đình cung vương huyền thanh lúc này vừa kiểm tra tư chất xong đại hữu điện tiến sĩ trương du vừa bước vào đã nói Ung đỉnh kêu đại diện cho Ly Long chi tử xuất hiện, ta mau nhanh chóng chạy đến có thể thu nhận được vị đệ tử nào đó chứ. Thế là vô vọng điện tiến sĩ Ngô Lượng cũng buồn bã đáp, học cung đã rất lâu rồi không gặp được Ly Long chi tử rồi, tại sao cứ là. Trong Ly Long, là cá chép đen quái dị hung thần đó sao? Nghe hai người nói xong, Vương Huyền Thanh đang cúi đầu bỗng lên tiếng, tiểu nữ Vương thị Huyền Thanh muốn gia nhập vào học cung lạc ấp. Thế nhưng Trương Du lại hung hăng hỏi cô ta, ngươi lại không biết rằng cá chép đen mặc dù có thể hóa thành huyền long, thậm chí còn có tư chất tu luyện, nhưng người có tư chất này trời sinh kỳ cốt là thần tử thì phải nghịch quân thượng là nữ tử thì phải nghịch phụ mẫu là đệ tử thì phải nghịch thầy huyền thanh nghe mà chẳng hề ngạc nhiên vì khoảng thời gian này ở dịch học trấn cô ta không có bỏ lỡ lần giảng học nào cuối cùng dưới sự chỉ dạy của một vị học sư mới biết đến nguồn gốc của cá chép đen cá chép đen là một trạng thái đặc biệt ly long chi tử nếu gặp được cơ hội thì có thể hóa thành huyền long nhưng ý nghĩa của nó không may mắn phản quân phản phụ cô ta biết hết đáng tiếc cô ta không còn sự lựa chọn nào khác cô ta chỉ có thể đánh cược một ván đặt cược là ấp học cung sẽ xem trọng tư chất của cô ta từ đó thoát khỏi thân phận nghèo hèn này bước lên cấp bậc mới. Vì quá tham vọng như thế, cô ta dù bị người ta mắng mỏ vẫn cố chấp nói, Huyền Thanh chỉ biết tâm tính con người là lương thiện hoặc độc ác, chỉ dựa vào cái gọi là tư chất mà có thể kết luận đạo lý, Huyền Thanh là kẻ nghịch đạo hay sao? Trương Dung nghe cô ta nói xong thì liền quát, sự sách hiền hách từ sớm đã có minh chứng rồi, ngươi đừng nhiều lời mau chóng xuống núi đi. Mong các vị tiến sĩ thương xót so cho, Huyền Thanh cố gắng năn nỉ, vì lúc này trong lòng cô ta đang có hàng ngàn giọng nói thách gào, ta không cam tâm thân phận thấp hèn này của mình, suốt cuộc đời này đều phải đánh cược, mỗi một lần đều cực thắng cả rồi nhưng mà lần này ta thật sự thua rồi ta cuối cùng cũng cực thua rồi trong lúc huyền thanh đang tuyệt vọng thì có một giọng nói ôn tồn vang lên bảo rằng là tư chất cả chép đen nếu có thể vượt qua long môn biến thành huyền long thì có thể bước vào tiên phong thậm chí có hy vọng trở thành thần ma xinh đẹp mỹ lệ như vậy ngược lại khiến ta muốn thu nhận đệ tử rồi người vừa mới lên tiếng chính là lạc ấp học cung phó sơn trưởng cơ uy hai vị tiến sĩ trương du và ngô lượng ở bên cạnh nghe thấy liền lao ra khuyên ngăn phó sơn trưởng ngài bình tĩnh lại người con gái này là tư chất cá chép đen ấy trời sinh nghịch cốt cực kỳ không may mắn. Thế nhưng Phó Sơn trưởng, cơ uy phất tay cố chấp nói không cần khuyên nữa, cá chép đen có thể phải nghịch ta, chứng minh cô ta vừa qua được Thiên Phong Tam Quan, đạt tới cảnh giới của thần ma trở thành tôn sư, có thể đào tạo ra đệ tử như vậy chết thì có sao chứ. Ông vừa nói hết lời, Huyền Thanh đã mừng rỡ run rẩy kêu lên, ngài đồng ý cho ta bái ngài làm sư sao? Ánh mắt cô ta vô cùng vui sướng nhanh nhẹn cúi đầu hô to, đệ tử Vương Huyền Thanh bái kiến ân sư. Qua ngày hôm sau, Cơ Thanh bây giờ mới biết, ở Lạc ấp học cung từ việc ăn uống cơ bản cũng hoàn toàn khác với bên ngoài học cung có đầy đủ thức ăn của toàn thiên hạ được làm theo các loại điển tích những món ăn được làm ra điều bổ dưỡng khí huyết mà mùi vị cũng rất ngon cơ thanh cứ như bị bỏ đói 7 ngày 7 đêm vừa ăn vừa nói lâu lắm rồi không ăn một bữa ăn phong phú thế bình thường ăn màn thầu để lót bụng thương ly ở đối diện cũng vui vẻ vừa rót rượu vừa tâm sự ta còn đang tìm cách giúp người vào học cung không ngờ đại hoàng ngươi lại nhiều vào tài năng của bản thân để vào đây ta lấy rượu này chúc mừng ngươi mong ngươi uống cạn khi cô đưa rượu cho cơ thanh chẳng chút suy nghĩ mà nhận lấy rồi còn vui vẻ nói cảm ơn nhé vừa hai ta có chút khát nước vừa uống vào cơ thanh đã đau đớn nhận ra chỉ uống một ngụm thôi mà đã gần như không cảm nhận được sự tồn tại của lưỡi rồi mùi vị này không đúng lắm đáng quá còn đáng hơn trà khổ đinh nồng nặc đó nữa cơ thanh nghe thường ly nói rượu này là ta chuẩn bị cho người đấy đừng phụ tấm lòng của ta bây giờ cơ thanh mới biết thì ra món nợ mình uống nhầm thuốc đó cô ấy đang ở đây chờ tính sổ với mình nhưng rồi cơ thanh lại nghĩ nếu có thể khiến thương ly nguôi giận thì đừng nói là một ly mười 10 ly một trăm ly anh cũng uống sau đó anh tự mình uống hết cả bình rượu giờ ói uống xong thì chóng mặt hoa mắt phất tay nói tôi uống xong rồi, tôi chỉ muốn hỏi một câu là chắc là tôi không chết hả? Nhìn anh uống mà không thân vãn gì, Thương Ly càng bực bội mắng, người đền tội nhanh như thế, khiến ta cũng không tiện tiếp tục thực hiện bước tiếp theo luôn. Lục Y ở bên cạnh thấy vậy cũng nạn, đành lên tiếng trấn an Cơ Thanh, "Được rồi đại hoàng, ngươi đừng lo đây chỉ là rượu tẩm bổ cho sức khỏe thôi, chỉ là có thêm ít nguyên liệu vào trong." Thương Ly cũng bực bội ân xá, bỏ đi ta rộng lượng không tính toán với ngươi nữa, sau đó cô lại đùa bỡn Cơ Thanh, "Người nhập học trễ nhanh gọi ta một tiếng sư huynh có biết chưa?" Cơ Thanh ngu ngốc nghe xong còn hỏi lại, thì ra con gái cũng gọi là sư huynh à sau đó thương ly còn tranh thủ phổ cập kiến thức cho cơ thanh lúc lạc ấp học cung mới xây dựng thì hình dáng núi y quyết không phải như hiện giờ đâu mà do vô thượng đại tông sư khương tử nha dùng vi lực khiến mặt núi di chuyển thay đổi nhiều bề sau đó mới có thể xây dựng học cung lạc ấp học cung có ba lớp cửa lớp cửa thứ nhất và lớp cửa thứ hai là khu vực được kết giới từ địa hình cao thấp của núi là nơi sinh hoạt thường ngày của các học tử phía sau lớp cửa thứ ba là các đại học điện dùng để giảng bài thông thường mỗi học điện đều do tiến sĩ đảm nhận chức điện chủ các vị học sĩ trợ giúp dạy học nghe cô nói một hồi cơ thanh chỉ cần tóm lại trong lòng nói chẳng ra thì học điện chính là các khoa ở trong đại học tiến sĩ chính là chủ nhiệm khoa học sĩ là giảng viên bình thường rồi sau đó thương ly lại tiếp tục nói tiếp mỗi vị đều có phong cách dạy riêng của mình ví dụ như lão sư của ta tiến sĩ lữ duy đề xướng về nguyên thủ nhất tịnh tâm bế quan lão sư của vệ quản gia phạm học sĩ thì thích đưa ra các học tử ra ngoài du lịch nên lâu lắm rồi không gặp vệ quản gia nói tới đây thương ly lại có chút tò mò hỏi đúng rồi đại hoàng lão sư của ngươi là ai thế là tiến sĩ tê viễn của đồng nhân điện hình như có chút kỳ lạ Nhân lúc này Cơ Thanh cũng hỏi thăm Thương Ly, phong cách dạy học của ông ấy là gì thế Thả vì à? Nghe đến cái tên này, Thương Ly lại có hơi kinh ngạc mà thốt lên, là Tê Viễn đó à? Thấy cô có vẻ bất ngờ, Cơ Thanh bèn hỏi ông ấy rất nổi tiếng sao? Ai ngờ Thương Ly lại nói rằng, tiến sĩ Tê là đệ tử cuối cùng của Sơn Trường Học Cung, nổi tiếng với tính cách quái dị, không thích dạy học thậm chí lười giao tiếp với người khác. Sở thích của cuộc đời ông ấy chỉ có sưu tập đồ cổ thôi, chắc việc ông ấy nhận ngươi làm đồ đệ cũng là do Sơn Trường ép thôi, dù gì ông ấy cũng rảnh mà không có đệ tử nào hết. Nghe cô nói mà Cơ Thanh cũng sừng sốt, ông ta là một trạch nam ư thế là thương ly lại lục loại cái gì đó trong người mình rồi nói tiếp nhưng tiến sĩ tê đối xử với ngươi không tệ người vừa đến là cho ngươi lệnh bài ngay thường thì chỉ có đệ tử được sống ái mới nhận được ta lấy lòng lão sư lâu lắm và còn tặng áo yếm cho lão sư nên mới lấy được lệnh bài thương ly vừa nói vừa giơ tấm lệnh bài mình tìm nãy giờ ra thế nhưng cơ thanh chỉ vô duyên mà hỏi ngực của lão sư cô cũng bằng phẳng à nói thì nói như vậy nhưng cơ thanh vẫn âm thầm sờ tấm lệnh bài của mình rồi nghĩ thì ra tiến sĩ tê không phải hoàn toàn quan tâm đến ta xem ra phải nghĩ cách tiếp cận lấy lòng ông ấy mới được thấy anh có vẻ lo lắng thương Ly lập tức tinh nghịch đập tay lên vai anh rồi bảo đừng nghĩ nhiều nữa thời gian còn sớm để sư huynh ta đưa ngươi đi tham quan học cung sau đó thương ly dẫn cơ thanh đi khắp mọi nơi cứ như hướng dẫn viên du lịch đi tới đâu giới thiệu tới đó thủ tàng các lạc ấp học cung có đầy đủ tất cả các loại sách trong thiên hạ điển tích nhiều vô kể trong đó có ghi chép liên quan đến cửu lê chi tư đi trúc quán châu thất lấy lễ lạc để trị thiên hạ trong chúc quán có huyền xanh chống quản huyền hinh trung nhạc cụ của các nước hiếu luận đạo đình những tranh chấp về học thuật giữa các học sĩ thậm chí các tiến sĩ đều có thể ngồi đây bàn luận làm rõ đạo lý của mình. Đương nhiên sẽ không thiếu thiên su đài, dùng để so tài võ nghệ kiểm tra thành quả tu hành. Còn có Long Môn Thiên Thê, Thái Công chỉ đỉnh thần nữ Hồ Duy Tiên, vô số những nơi đẹp, đến đây cơ thanh cũng không nhịn được mà thốt lên, không hổ danh là học cung độc chiếm cả một đồi núi, còn đẹp hơn cả thắng cảnh nữa. Không ngờ Hồ Duy Tiên còn gắn liền một cái thác lớn như thế. Nhìn cái thác hùng vĩ, cơ thanh liền hỏi Thương Ly, nơi này chắc cũng có sự tích gì đất đúng không? Thương Ly liền gật đầu rồi nói, nghe các tiền bối của học cung bảo, đây không phải là một thắng cảnh tự nhiên, mà lúc trước có hai người đại chiến bên hồ di tiên tạo thành rồi cô lại kể rằng nghe bảo hai người đấy vốn là một cặp rất đẹp nhưng không biết vì sao lại tan vỡ sau khi cuộc đại chiến núi non nứt ra bờ vực sụp đổ nước của các hồ chảy theo nơi bị nứt xuống hình thành cái tháp vô ra này chuyện của 20 năm trước rồi nguyên nhân cụ thể các tiền bối cũng tránh không nhắc đến nghe cô nói xong cơ thanh lại có hơi cạn lời hỏi những người trong học cung chia tay cũng khoa trương như vậy sao đột nhiên thương ly có có vẻ giật mình hỏi lục y làm gì ở bên đó vậy sau khi nhìn thấy lục y khoa chân múa tay như kịch câm Thương Ly liền hét lên không hay rồi. Rồi vô vội vã kéo lấy cơ thanh mà chạy, đại hoàng mau núp vào lão sư ta đến rồi, mặc cho cơ thanh ngơ ngác hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Vừa lúc này, Lữ Duy tiến sĩ học cung minh di điện cũng đã bước đến hỏi, Lục Y sao không thấy Ly như thế? Lục cứ sợ sệt nên lắp bắp đáp, tiểu thư nhà tôi đang ôn luyện bài vở, tôi sợ làm phiền đến tiểu thư nên tự mình đi dạo. Nghe cô nói vậy Lữ Duy liền khai ngợi, Ly Nhi dạo khá chăm chỉ đấy, vừa hay Lục Y cô đi theo ta giúp ta dọn dẹp thư phòng. Còn ở bên này, sau một hồi lén lút ngồi trốn, Cơ Thanh mới lên tiếng nói với Thương Ly hình như đi xa rồi, nhưng tại sao cô phải trốn lão sư cô thế? Anh hỏi vậy Thương Ly liền đáp rằng: "Ngươi không hiểu đâu, lão sư nhà ta hình như có thủ oán với tiến sĩ T mà ngươi mới bái sư đó, mỗi lần người nhắc đến tiến sĩ T thì liền nghiến răng nghiến lợi. Và lại người vô cùng ghét nam nhân, cứ luôn nói nam nhân là một con heo rừng đói, lúc mà người nghe ta bảo đưa huyết bổ ích đan cho người dùng, người đã rất tức giận." Nói rồi Thương Ly lại hàn học mà dọa dạ Cơ Thanh: "Bây giờ ngươi lại trở thành đệ tử của tiến sĩ Tê." với tính cách của lão sư e là sẽ chém chết ngươi ngay tại chỗ nghe cô nói đến đây cơ thanh có chút không tin này này vậy cũng quá đáng quá rồi đấy nhìn anh sợ hãi đến vậy thương ly mới cười đáp lừa ngươi thôi lão sư ta làm gì đáng sợ đến thế rồi thương ly lại kể tiếp rằng lão sư chỉ nói cùng lắm sẽ đánh gãy ba cái chân thôi nhưng đây chắc là đùa thôi dù sao con người cũng chỉ có hai chân nghe vậy cơ thanh càng thêm đen mặt bảo rằng cái này còn đáng sợ hơn sau đó anh liền cảm thán sao lại giống duyệt tuyệt sư thái thế nhưng thương ly ở thời cổ đại làm gì biết duyệt tuyệt sư thái là ai vậy nên cô khó hiểu hỏi ngay là người nào thế nay nay đại hoàng có phải ngươi có chuyện mới kể cho ta nghe rồi không chuyện cũng đã lỡ rồi vậy nên cơ thành lại đành đóng vai người kể chuyện ngày xưa ngày xưa tương truyền rằng có một nữ tử tự xưng là diệt tuyệt sư thái người đấy thể với trời rằng phải giết hết tất cả những kẻ phụ tình trong thiên hạ kể một hồi thì tới khúc chỉ thấy diệt tuyệt sư thái quát lên một tiếng kiếm tới đây muốn giết chàng trai mà bà ấy từng yêu phạm tiêu giao phạm tiêu giao liên tục tránh né nhưng vẫn không chịu đánh trả nghe tới đây thương ly vô cùng đau xót dùng tấm lòng cảm thông của mình vừa chấm nước mắt vừa nhận xét diệt tuyệt sư thái và phạm tiêu giao thật là một cặp đôi khổ mệnh mà còn cơ thanh thì lại than thở nói đến miệng cũng khô luôn đợi tôi nghỉ ngơi chút rồi sáng tác tiếp cho cô nghe anh ngờ vừa mới nói xong câu đó từ phía sau hòn đá mà hai người đang trốn một giọng nói cất lên diệt tuyệt sư thái này rất hợp với khẩu vị của ta tương ly nhìn thấy sư phụ mình thì sợ hãi kêu lên lão sư sao bọn ta không phát giác được kế bên có người thế lục y ngồi một bên run rẩy nhưng vẫn cố nhắc nhở tiểu thư tiến sĩ lữ chưa từng rời khỏi còn không cho tôi được lên tiếng chỉ có lữ duy đang khoanh tay bây giờ mới hỏi sao không nói tiếp đi ta nghe hết nửa ngày trời rất mong chờ kết cục của câu chuyện ánh mắt lữ duy lạnh lùng như dao mà hỏi cơ thanh tiếp theo có phải diệt tuyệt sư thái liên tục rút kiếm chém chém nát phạm tư dao luôn không cơ thanh bị hỏi thì vừa lau mồ hôi hột đổ như mưa vừa run rẩy hỏi nếu như ta nói cuối cùng người có tình nên duyên dai ngẫu người có giận không thấy anh trả lời ngu ngốc quá thương ly đành phải lao ra ôm lấy sư phụ mình rồi khóc lóc kêu lên lão sư người đừng có đánh đại hoàng không được đánh cái chân nào hết nhìn thương ly như vậy lữ duy lại chỉ cười nu chiều rồi bảo lúc trước ta chỉ nói đùa thôi ly nhi sao còn lại xem thành thật rồi nói rồi lữ duy kéo tay thương ly quay đầu rồi nói ly nhi chúng ta đi đi theo bà ấy thương ly lại ngờ vực hỏi lão sư người không giận chứ nhưng nữ duy vẫn rất hòa nhã đáp làm sao ta lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận chứ lão sư người thật là tốt thương ly mừng rỡ kêu lên nhìn cảnh hai thầy trò như thế cơ thanh chỉ thở dài một tiếng hơi coi thường rồi tự nhủ thương ly cũng nói chuyện giật gân quá rồi tiến sĩ lữ này cũng khá tốt mà vừa mới dứt lời đột nhiên tảng đá bên cạnh cơ thanh đột nhiên lại có động tĩnh cơ thanh ngưng ác quay sang liền thấy bên chỗ lữ duy đứng lúc nãy trên tảng đá có một dấu tay in hẳn vô cùng đáng sợ rồi tảng đá từ từ nứt ra làm đôi, làm anh sợ hãi mà phải tự thốt lên, không biết vì sao đột nhiên lại cảm giác vừa đi một chuyến xuống quỷ môn quan thế. Một tháng sau tại thủ tàng các, những cuốn sách chiếu được xếp ngay ngắn trên tủ. Cơ Thanh cầm một cuốn sách lên phủi phủi, sao nhiều bụi thế? Đã vào học cũng được một tháng rồi kể từ khi ngày hôm đó thì chưa gặp lại Thương Ly, nghe Lục Y nói là bị giam cầm rồi. Lão sư cũng mất tích luôn không thấy người đâu, Cơ Thanh thỉnh thoảng đến phòng cô tìm kiếm, hôm nay lại không ở nhà à? Nhìn mấy cuốn sách toàn bụi Cơ Thanh thầm nghĩ, không ai có thể thỉnh giáo chỉ có thể đến đây, xem thử xem có thể tìm được điển tích có ít nào không. Kết quả là không tìm được cái gì có ích hết, cơ thanh thất vọng thở dài. Bất chợt một giọng nói vang lên, vị sư đệ này có phải cơ thanh người vì cửu lê chi tư nên được phá lệ nhập học không? Cơ thanh quay đầu đáp, tôi là cơ thanh huynh là. Một người tóc xanh chắp tay nghiêm mặt nói, tại hạ là người nước sở họ nguy tên thái nhất xin ra mắt cơ sư đệ. Cơ thanh liền đáp, thì ra là nguy sư huynh xin hỏi có việc gì sao? Anh thầm nghĩ, quý tộc nước sở nhìn có vẻ không có ác ý gì hết. Nguy thái nhất quay đầu nói với hai thuộc hạ, chỉnh lên sau đó cúi đầu nói tiếp đã được nghe cửu lê chi tử của cơ sư đệ cần có số tiền lớn để làm đan dược huynh xin tặng ngàn lượng vàng chỉ để cầu xin sư đệ một chuyện nhỏ cơ thanh giật mình hỏi lại việc nhỏ à nguy thái nhất ngước mặt chỉ xin cơ sư đệ có thể cắt đứt tâm mạch cho ta một giọt máu đầu tim của đệ cơ thanh không hề do dự đáp thân thể tóc ra là cha mẹ cho không dám làm bị thương các hạ xin hãy về đi thầm mắng não của tên này có vấn đề không tự nhiên lại muốn mua giọt máu đầu tim của tôi làm gì tên thuộc hạ nước sở tức giận mắng cơ thanh không biết nặng nhẹ ngươi có biết thân phận của nguy sư huynh không dám từ chối nguy thái nhất liền liếc mắt với tên thuộc hạ cầm miệng sau đó vô cùng khiêm nhường nói với cơ thanh hai vị sư đệ của ta vô lễ xin sư đệ thứ lỗi huynh đây cáo từ trước đây nhìn ba người kia rời đi cơ thanh thầm nghĩ đây là người của học điện nào thế người đứng đầu thì nhìn có vẻ nho nhã lễ độ hai người đi theo thì chó cậy thế chủ ngày thứ hai nguy thái nhất đó đích thân đến ký túc xá của ta nhưng ta vẫn từ chối hắn ngày thứ ba lại đến rồi đây là muốn mô phỏng sự tích ba lần đến mời sao ô không đúng trên đời này chắc còn chưa có câu chuyện của gia cát lượng nhưng giọt máu đầu tim là cái thứ gì dùng nghỉ thế nào đi nữa cũng không thể cắt được nguy thái nhất dụ dỗ cơ sư đệ vẫn không chịu sao hai nghìn lượng vàng thì sao cơ thanh mất kiên nhẫn đáp nguy sư huynh bao nhiêu lượng vàng cũng không được huynh hà cứ cứ quấy rầy tôi mãi nguy thái nhất lúc này lộ ra bộ mặt thật sư phụ thường dặn dò học cung họa hổ tàng long làm việc lẳng lặng thôi không ngờ vì thế mà bị người khác xem thường chỉ là một thứ dân xuất thân từ thực khách mà cũng dám ba lần từ chối ta à? giọt máu đầu tim của ngươi rất có lợi với ta ba ngày rồi hôm nay người không đồng ý cũng phải đồng ý rút lời chỉ tay về phía cơ thanh ra lệnh cho hai tên thuộc hạ bắt lấy hắn cơ thanh tức giận hừ lạnh nói lật mặt là lật mặt ngay à mà lúc này một giọng nói quen thuộc cất lên đánh nhau sao không rủ ta cơ thanh bất ngờ vệ đại ca vệ quản gia vác bình rượu bước vào phòng nói ta vừa theo lão sư du ngoạn về còn đang muốn tìm người uống rượu không ngờ lại có người bạn không mời mà đến ta chỉ đem ít rượu thôi không biết có đủ cho mọi người cùng uống không tên thuộc hạ nước sở cảnh giác nói nguy sư huynh khí huyết của người này ít nhất là địa tỏa ngũ trùng hai bọn đệ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn Nguy Thái Nhất cười mỉa, thì ra cơ sư đệ có chỗ dựa ở học cung à? Không biết bị sư đệ này có dám lên báo tên tuổi lên không? Vệ quản gia khẳng khái đáp, vệ Bạch Khải. Nguy Thái Nhất lạnh mặt bỏ đi không quên nói lại một câu, rất tốt ta nhớ rồi đấy, nếu đã không để mặt ta thì cũng đừng trách sư huynh đây không nể tình đồng môn. Vệ quản gia quay đầu hỏi Cơ Thanh, đại hoàng sao ngươi lại đụng chạm với họ thế? Có khí huyết chắc là địa tỏa tam trùng. Cơ Thanh cười thảm, tôi cũng không biết. Vệ quản gia đưa bình rượu trong tay ra, vui vẻ nói đệ tử của học cung đến từ khắp nơi trên thiên hạ người gì cũng có chúng ta mặc kệ hắn uống cho đã trước cơ thanh cười vệ đại ca huynh là muốn uống rượu thì có cơ thanh thầm nghĩ lúc đó tôi cứ nghĩ việc này đã kết thúc tên học tử quý tộc kỳ lạ đó sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa không ngờ ngày hôm sau học quan đốc hịch là hà Dực đọc thông báo sau khi điều tra xác thực học tử nước tần vệ bạch khải phẩm hạnh bất đoan vi phạm học tử bát huấn vì thế phạt ngươi hình phạt ất đảng hình phạt đã xong mong ngươi tự biết lo lấy nếu như không biết hối cải tiếp tục phạm lỗi thì sẽ đuổi ngươi ra khỏi học cung mà người bị phạt trượng kia lúc này chính là vệ quản gia anh ấy đau đớn nói đa tạ đốc học ta khắc ghi trong lòng tuyệt đối không tái phạm cơ thanh lúc này chạy đến hỏi rốt cuộc là thế nào tôi vừa bước khỏi thủ tàng các thì liền nghe bảo huynh bị đốc học phạt giọng nói của nguy thái nhất vang lên cơ sư đệ không biết để có biết hắn đã phạm lỗi gì không hắn háo vũ thành tính ỉ mình thuộc cảnh giới địa tỏa ngủ trùng thiên nên bỏ mặc quy tắc học cung ra tay với hai vị sư đệ của ta mấy đồng môn bên dưới liền bàn tán ta biết tên vệ bạch khải này hắn là một bình dân nhập học nhiều văn sinh thú văn nghe nói người có tư chất văn sinh thú văn nếu muốn đột phá thì vậy trải qua một đại chiến khủng khiếp chắc là vội vàng muốn đột phá nên mới làm như thế. Cho dù muốn đánh nhau với người khác thì cũng phải tuân theo lễ tiết hẹn nhau ở Thiên Su đài chứ, nếu không thì đã làm trái giáo huấn của học cung rồi. Cơ Thanh liền biết là bọn họ giờ trò, tức giận giơ nắm đấm, tên nhóc nhà ngươi, vệ quản gia liền ngăn lại, đại hoàng đừng kích động. Đốc học này là người của hắn, ông ta chỉ nghe lời phiến diện của người đó thì đã trách phạt ta, nếu như ngươi động tay trước mặt mọi người thì càng hết đường chối cãi hơn thôi. Ngụy Thái nhất vẻ mặt đắc ý nói, cơ sư đệ còn một việc. Nghe bảo đệ có mấy bị bằng hữu ở dịch học trấn dưới núi à, cơ thanh tức giận, ngươi muốn làm gì? Ngươi thái nhất vẻ mặt hiểm ác đáp, để đi xem rồi sẽ biết, đúng rồi điều kiện lúc trước của sư huynh không đổi xin đệ hãy suy nghĩ lại. Cùng lúc đó, tại dịch học trấn dưới chân núi, Ngụy Đan thương tích đầy mình cao có, đau đau, ngươi có phải thừa cơ báo thủ không hả? Hàn Linh liền đáp, chút đau này thì nhịn đi bình thường ta mắng ngươi ẻo là thì ngươi ẻo là thật à, phế vật. Lúc này một giọng nói cất lên gọi tên hai người, Hàn Linh Ngụy Đan. Thấy người tới là Cơ Thanh bọn họ bất ngờ hỏi, trung thần sao ngươi lại đến thế, là Cơ Thanh à? Sau khi nghe mọi chuyện, hai người đã hiểu, thì ra là thế người nước sở tên nguy thái nhất đó muốn dùng nghìn lạng vàng mua giọt máu đầu tim của ngươi nhưng ngươi thấy đáng nghi nên không bán kết quả là hắn bắt đầu đối phó với bạn của ngươi cũng chính là bọn ta đây cơ thanh chân thành dập đầu xin lỗi bọn họ xin lỗi điều tại ta hàn linh vỗ ngực vui vẻ ngươi đừng ngại là quân chủ đỡ giao cho thân tử là điều nên làm thôi ngụy đan lớn giọng này sao ta không nhớ ta là bạn cơ thanh từ khi nào thế thực sự là họa từ trên trời rơi xuống hàn linh tiến đến vỗ vai hắn vậy ngươi thấy đối phương đốt nhà mà còn chạy đến giúp đỡ chi khẩu thị tâm phi mà ngụy đan đau đớn ôm tay hét đầu Hà Linh lúc này vẻ mặt nghiêm túc hỏi Cơ Thanh, nói gì thì nói ngươi có biết tại sao Nguy Thái Nhất lại muốn lấy giọt máu đầu tim của ngươi không? Cơ Thanh lắc đầu, ta cũng không rõ nữa. Hà Linh suy tư đáp, ta lại có một suy nghĩ tên đó chẳng phải họ Nguy sao? Càng nghe nói bộ phận quý tộc họ Nguy có tổ tiên là Tam Miêu hậu duệ của Si cũng có nghĩa là huyết mạch của Si Nước sở lại chuyên về thuật vu cổ, nghe bảo có một vu thuật có thể dùng giọt máu đầu tim của cửu lê chi tư để kích thích huyết mạch của người Tam Miêu để huyết mạch của họ trở nên thuần hơn. Tuy rằng không thể giúp tư chất nâng lên một bậc, nhưng có thể giúp tư chất thêm một số công năng đặc biệt. Ngựa xấu trở thành ngựa tốt hổ báo mọc thêm đôi cánh, Ngụy Đan liền đập tay cảm thán, lợi hại thế ư ta phải viết thư hỏi cha mẹ ta xem thử khâu trường ta cũng có huyết mạch Tam Miêu, đến lúc đó ta sẽ bảo cơ thanh cho ta mượn một ít máu đầu tiên. Hàn Linh đánh vào vai Ngụy Đan một cái muốn thổ huyết, ngươi nghĩ gì thế? Cho dù là cửu lê chi từ các tâm mạch lấy máu đi chăng nữa thì cũng sẽ đại thương nguyên khí tư chất bị tổn hại càng khó để đột phá địa tỏa. Ngụy Đan xoa tay đã hiểu, vậy à thì thôi vậy, tên tiểu tử cơ thanh này vốn đã khó đột phá địa tỏa, nếu như khiến tâm mạch hắn bị thương thì chẳng phải cả đời cũng chỉ là một địa tỏa nhị trùng thôi sao cơ thanh tức giận tên họ nguy kia dám tính kế mình nhưng vẫn run giọng cảm kích hai người kia đa tạ hà linh sảng khoái đáp trung thần có gì đáng đa tạ đâu ngụy đan cũng nói đúng rồi đã bảo rồi mà ta bảo vệ ngươi ngươi đa tạ có nghĩa là không nể mặt ta rồi cơ thanh nghiêm mặt hà linh ngụy đan hai người cho tôi ít thời gian tôi nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời khi cơ thanh trở lên núi một người xuất hiện cản lại học từ cơ thanh xin hãy dừng bước ta phụng mệnh tiến sĩ cơ kỹ mời ngươi đến thiên tật điện một chuyến cơ thanh lạnh mặt thầm nghĩ cơ kỹ nếu ta nhớ không lầm hắn chính là lão sư của nguy thái nhất cái này có được xem là đụng chạm đứa nhỏ người lớn đến tìm không vừa hay sau đó liền theo người kia đi đến thiên tật địa kia cơ thanh bước vào trong một lão tóc hồng liền mồi miệng hỏi ngươi chính là cơ thanh thấy ta sao không hành lễ cơ thanh đừng im đáp tôi là đệ tử của tiến sĩ tê viễn lão sư chưa từng dạy tôi bài học nào về hành lễ cả nguy thái nhất liếc xéo tên nhóc này lão tóc hồng chen vào tính cách khá giống tê viễn thôi bỏ đi lần này ta mời ngươi đến là muốn chủ trì công đạo đệ tử này của ta chỉ muốn mượn ngươi một ít máu thôi mà thái độ của nó thành khẩn lễ nghi lại chu toàn tại sao ngươi lại từ chối cơ thanh tức giận nói vệ đại ca và hàn linh ngụy đang dưới núi bị bọn họ hại đến thảm như thế như thế được xem là thái độ thành khẩn lễ nghi chu toàn sao. lão tóc hồng thản nhiên nói chuyện của bọn chúng chẳng phải là do ngươi hết sao nếu ngươi xấu nhận lời dâng tặng giọt máu đầu tiên thì sao lại xảy ra những việc như thế chứ nói ra thì ngươi vốn là thực khách của thương gia đúng không vị mạnh thương cơ đó tuy rằng luôn đi theo lão sư của cô ta lữ duy nhưng lữ duy trầm mê việc luyện tiên đan đôi khi cũng sẽ bỏ rơi đệ tử nguy thái nhất đắc ý nói thật với ngươi tiến sĩ cơ kỹ không chỉ là lão sư của ta mà còn là di trưởng của ta xuất thân từ châu thất ở học cung tiến sĩ học cơ định sẵn là cao quý hơn các tiến sĩ khác như thế có vẻ như ngươi đã hiểu được hiện thực hai vị sư đệ động tay đi hai tên thuộc hạ nghe lệnh tiến đến cơ thanh liền tung ra việt trưởng đẩy hai người ra nguy thái hoảng lớn giọng ngươi còn dám phản kháng à cơ thanh thu tay đáp theo lời của tiến sĩ cơ kỷ hai người này bị tôi đánh bị thương chẳng phải là do họ sao nếu như hai người họ né ra thì sẽ không bị thương rồi tôi biết quy tắc của học cung có tranh chấp thì có thể đến thiên su đài đàm luận lý lẽ giải quyết ân oán muốn lấy máu của lão tử thì đánh một trận đi nói liền làm ngày hôm sau tại thiên su đài cơ thanh và nguy thái nhất chuẩn bị giao chiến người đại diện đưa tay thiên su luận đạo lần này cho ta chủ trì hai bên đã lập lời thề ước xác nhận ước hẹn này là công bằng công chính người luận đạo cơ thanh lấy cửu tư chi lê làm vật cá cược người luận đạo nguy thái nhất lấy chân phẩm trị giá hai nghìn lượng vàng do sở vương ban tặng làm vật cá cược mấy người vây xem thảo luận cửu tư chi lê là thứ gì thế không biết nhưng có thể ngang hàng với món chân bảo trị giá 2000 lượng vàng thì đó chắc chắn là bảo vật quý giá vô cùng. Người đại diện tiếp tục nói, nếu như hai bên không có ý kiến gì thì luận đạo lần này, Cơ Thanh bất ngờ lên tiếng, chờ đã tôi muốn cá cược thêm. Nếu như ta thắng thì Nguy Thái Nhất bắt buộc phải xin lỗi vệ Bạch Khởi Ngụy Đan Hàn Linh và chịu phạt thỉnh tội. Người đại diện nhìn qua Nguy Thái Nhất, việc này, Nguy Thái Nhất liền nói, không sao ta cũng cá cược thêm, nếu như ta thắng thì máu đầu tim Cơ Thanh đưa cho ta không phải một giọt mà là một chén. Mấy vị đồng môn hứng thú, lần này có kịch hay để xem rồi hai người này rốt cuộc ai lợi hại hơn thế nguyên thái nhất đã là địa tỏa tam trùng rồi nghe bảo còn sắp đạt đến mức địa tỏa tứ trùng nữa cơ thanh chỉ là địa tỏa nhị trùng thôi nhưng cơ thanh có cửu lê chi tử càng chiến càng dũng mãnh chuyện thắng thua khó đoán trước được người đại diện trên đài ra hiệu vậy thiên su luận đạo bắt đầu dứt lời hai người liền bay lên không trung tiến về phía đối phương cơ thanh ánh mắt kiên định xuất chiêu việt trưởng nguyên thái nhất dùng một tay tự tin đỡ lại keng một tiếng thật to cơ thanh nghiến răng kinh ngạc đây là gì thế lão tóc hồng đắc ý Binh thân đạo mà Cố Thanh luyện có chung nguồn gốc với Thập binh thư gia truyền của Thái Nhất. Binh thân đạo tuy rằng do Đại tông sư Tần dẫn soạn thảo nhưng chỉ là võ học sĩ cấp có thể luyện tập trong giai đoạn địa tỏa thôi, còn Thập binh thư là võ học cao cấp đường đường chính chính. Cho dù là tu hành của Thái Nhất với Thập binh thư không tinh, nhưng một người là địa tỏa nhị trùng, một người là địa tỏa tam trùng. Bên này Ngụy Thái Nhất tung ra chiêu phủ ảnh, Cố Thanh né tránh liền lần nữa tung Việt trưởng, mà Ngụy Thái Nhất cũng nhanh chóng đỡ lại, hai bên ngang tài ngang sức với nhau. Ngụy Thái Nhất tự tin, tuy rằng lượng khí huyết của Cửu lê chi tư hơn xa những người ngang hàng nhưng ngươi có biết mỗi khi giải tỏa một địa trùng thì chất của khí huyết sẽ đột biến một phần ngươi địa tỏa nhị trùng ta nhị tỏa tam trùng lượng ngươi chưa chắc đã thắng chất ta thì lại mạnh hơn luận đạo lần này ta mà bên này cơ thanh liên tục tung chiêu uy lực chiêu thức của tên này mạnh hơn mình cho nên không được cho hắn cơ hội ra tay nhất định phải áp chế hắn vì trưởng tung ra liên tục không hồi kết nguy thái nhất dùng khiên đỡ lại bên dưới không ngừng bàn tán lợi hại không hổ là cửu lê chi tư đấu chiến vô song áp chế được cả nguy thái nhất thật sự ngưỡng mộ cửu lê chi tư khí huyết thịnh vượng đến nỗi có thể luôn thể hiện tuyệt chiêu như thế đổi lại là ta lúc còn ở địa tỏa nhị trùng mà phát huy như thế mấy phát là kiệt sức rồi trình độ khí huyết hùng hồn như thế đâu giống địa tỏa nhị trùng đâu ngươi bảo hắn địa tỏa tứ trùng ngũ ta cũng tin lợi hại đến đâu cũng chỉ là địa tỏa nhị trùng thôi chất lượng khí huyết không bằng địa tỏa tam trùng toàn dựa vào sức mạnh qua lô đó thôi hết khí huyết không đủ thì thu chắc lão tóc hồng trầm mặc thái nhất đứa trẻ này vẫn chưa trải qua sinh tử bác sắc khí thế lại bị áp chế rồi và lại cửu lê chi tư càng chiến càng dũng mãnh may mà ta đã có chuẩn bị sẽ không ai phát hiện được ta lặng lẽ ra tay đây chính là sở phù từ cổ nếu như bị tổn thương thì người nhận được thứ này sẽ bị kích thích kích phát tiềm năng sau đó lão tóc hồng lén lút đưa tay kích hoạt sở phù giấu trong tay áo kia lúc này nguy thái nhất như bị kích phát khí thế lập tức đánh văng cơ thanh cơ thanh lùi ra xa vừa nãy sức mạnh của hắn sao đột nhiên mạnh lên nhiều đến thế nguy thái nhất nghiến răng tức giận dám làm ta trở nên nhếch nhếch như thế ta giết ngươi nói rồi liền phi tới tốc độ bàn thờ về phía cơ thanh tung chiêu qua độ đá một cước thật mạnh làm cơ thanh văng ra mấy mét Cơ Thanh thầm than, tiêu rồi đỉnh thân nát rồi, cho dù muốn tập trung khí huyết để xuất chiêu thì ít nhất cũng phải nửa cây nhang sau. Mà Nguy Thái nhất lúc này lại ra tay, ăn thêm phù ảnh của ta này. Cơ Thanh đều mạng, ông đây nhận 10 trưởng của ngươi thì cũng trả lại người một trưởng, có thiếu hạo cốt ở đây xem ai gục trước. Một giọng nói truyền âm cho Cơ Thanh, không muốn né, xem ra hình như ngươi đã quen với phong cách chịu đòn đòn trước phản thích sau, Cơ Thanh nghi hoặc, âm thanh này là. Giọng nói tiếp tục vang lên, xé nát vết thương toàn thân ra rồi thắng sau thì có gì tốt đâu, Cơ Thanh bỗng bay lên, đột nhiên mình không thể khống chế được thân thể. Nguy Thái nhất thấy cơ thanh né được chiêu vừa rồi thì chố mắt kinh ngạc. Cơ thanh cũng vô cùng bất ngờ, mình tránh ra được rồi sao? Giọng nói bí ẩn lại vang lên, vậy thì đúng rồi sau đó. Tìm ra nhược điểm khí huyết thành đỉnh của đối phương, hắn chỉ là địa tỏa tam trùng thôi. Lúc vội vàng sẽ không thể khắp người như một được, sự phòng hộ có nơi dày có nơi mỏng, mà Nguy Thái nhất nhìn thấy cơ thanh chuẩn bị tung việt trưởng cũng liền xuất chiêu lập khiên, đỉnh cố. Giọng nói hướng dẫn, nhìn khí huyết lưu động của hắn thì đây chính là nơi yếu ớt nhất, cơ thanh liền nhân cơ hội đánh vào điểm yếu kia việt trưởng nguy nhất thái không kịp phản kích bị đánh văng lên trời sau đó ngất xỉu tại chỗ hai chân lơ lửng trên đài người đại diện liền nói thắng thua luận đạo đã rõ người thắng cơ thanh cơ thanh cũng ngạc nhiên không kém không ngờ lại không chế được cơ thể rồi vừa nãy xảy ra chuyện gì thế mấy người xem liền bàn tán cơ thanh thắng à nhưng lúc cuối cùng thân pháp của hắn trở nên rất kỳ quái lão tóc hồng tức giận lớn giọng chỉ là binh thần đạo thuộc võ học sĩ cấp thì làm sao thắng nổi thập binh thư do đại quý tộc lưu truyền chứ Tên cơ thanh này lúc cuối hành vi kỳ quái khác với lúc thường chắc chắn là gian lận. Cơ thanh liền đáp: Chết tiệt thua rồi không nhận học cung có loại tiến sĩ này sao? Lão tóc hồng phẫn nộ la hét, mau nhốt hắn lại điều tra triệt để, hề tìm ra chứng cứ hắn gian lận thì lập tức đuổi học ra khỏi học cung cho ta. Một giọng nói bất chợt vang lên: Cơ Kỳ à, vì giữ thể diện cho cháu trai mà ngay cả mặt mũi người cũng không cần sao? Lão tóc hồng cơ kỹ quay đầu: Là ngươi. Người kia nói tiếp: Còn thân hơn con ruột, hay là nguy thái nhất là con riêng của ông. Trời ạ, à thật không dám nghĩ kỹ quá. Bên dưới liền xôn xao bàn luận hắn chính là tê viễn sao có lời đồn nói rằng hắn chính là tiến sĩ có tính cách quái dị nhất trong học cung nghe nói đến cả sơn trưởng cũng không làm gì được hắn cơ thanh cười khổ lời đồn gì vậy coi như ta cũng đã hiểu tại sao không có học sĩ nào muốn đi theo người lão sư là ta đây lão tóc hồng châm chọc chắc ngươi đã dùng cầm long công để thao túng thân thể của tên tiểu từ cơ thanh này chẳng trách vào thời khắc then chốt cuối cùng sẽ lại thất bại tê viễn ngươi thật là đồ xảo trá tê viễn liền ra mồm đáp lại đừng nói vậy chứ xảo trá có cần phải soi ra mẫu cổ của phù thủy sở trong tay áo của ngươi không tuy ta lười dạy tên tiểu tử ngốc cơ thanh nhưng trung quy hắn là người của đồng nhân điện của ta ngươi ngầm lập bẫy hại hắn là vì muốn ăn hiếp ta cơ kỳ à nếu ngươi không phục nơi đây chính là thiên su đài chúng ta cũng có thể đấu một phen chỉ sợ ngươi không dám thôi lão tóc hồng phẫn nộ tê vĩ ngươi tưởng mình vẫn là tiên phong mạnh nhất trong học cung hồi xưa đó sao từ sau lần bị thương nặng đó nhiều năm nay võ đạo của người chưa hề tiến triển lên một chút nào cả cả đời này tông sư khó mà trông chờ vào được thậm chí là dốc hết sức ra tay vẫn sẽ tổn thương đến nguyên thọ cho nên nhiều năm như vậy chỉ có thể núp trong đồng nhân điện mà tự than thân trách phận vừa nói lão ta vừa tung ra chiêu thức kiếm quy khư cơ thanh khó khăn chống đỡ rõ ràng tên cơ kỹ đó vẫn chưa ra tay thân vẫn ở nơi đây dường như cơ thể sắp bị không khí chặt đứt rồi mấy người vây xem cũng dính đạn đoạn khí thần binh đây chính là tuyệt học của tiến sĩ cơ kiếm quy như các người còn không mau chạy đi đứng trong khoảng cách này sẽ bị ảnh hưởng đó có thể đứng trong khoảng cách gần mà trải nghiệm chiêu thức của cao thủ thiên phong không thể bỏ lỡ cơ hội này được cơ thanh trố mắt đây chính là thực lực của thiên phong tóc hồng cơ kỳ đắc ý bay lên tê viễn người sớm đã là một phế vật rồi cơ thanh kinh ngạc tề lão sư từng là thiên phong mạnh nhất ra tay là sẽ bị giảm tuổi thọ cơ kỳ châm chọc ngươi tìm mọi cách hiếu khích không phải là vì tưởng mình vẫn còn uy lực còn lại muốn lấy cái danh của ngày xưa để áp chế ta đó chứ đáng tiếc ngươi coi thường ta quá rồi đó thiên phong mạnh nhất người đại diện liền đưa tay hòa giải tiến sĩ cơ kỳ tất cả những luận đạo giữa thiên su đài và học tử ân oán giữa người và tiến sĩ tê viễn xin hãy mời sơn trưởng đến phân tích đi dứt lời cơ kỳ không để mặt mà đánh một trưởng về phía người đại diện người đại diện kinh hãi tiến sĩ cơ kỳ người cơ kỳ lạnh mặt nói với người đại diện triệu y lần này là do tê viễn chủ động nói khích luận đạo với ta ta nào có lý do để từ chối nếu ngươi là người chủ trì thì hãy ngoan ngoãn xem kết quả là được rồi cơ thanh bên này khó khăn ho liên tục đi về phía tê viễn lão sư có cần ta giúp không tê viễn khinh thường ngươi có thể làm được gì chứ cơ thanh chân thành nói ta là tư chất cửu lê chuyện không sợ nhất chính là bị thương nếu như có thể đỡ mấy nhát kiếm cho lão sư ta không nề hà gì dù sao lão sư cũng có vết thương cũ tê viễn cười mỉa ngu ngốc một nhát kiếm thiên phong có thể chặt người thành 17-18 khúc thêm mấy nhát kiếm là ngươi thành cho luôn đó không sợ bị thương cũng không có tác dụng gì đâu ngoan ngoãn đứng ở đó mà nhìn đi rút lời liền xoay người tiến lên phía trước cơ thanh nhìn theo nghi hoặc lạ quá rõ ràng đến cả khí huyết của tê lão sư vẫn chưa bộc phát hết tại sao mình lại cảm thấy người bây giờ còn đáng sợ hơn so với cơ kỷ cơ kỷ phía trên nhíu mày tức giận tung ra kiếm quy khư như vũ hét tê viễn dựa theo lễ của luận đạo ta sẽ xuất chiều trước sau đó liền có vô số thanh kiếm sắc nhọn bay về phía tê viễn tê viễn cười lạnh đoạn khí thành binh thanh thế lớn đấy sau đó liền tự tin bước về phía trước, mà mấy thanh kiếm kia liền bị khí tức của Tê Viễn áp chế lần lượt rơi xuống đất. Tê Viễn tiến lên mở ra một con đường giữa mưa kiếm sắc nhọn kia. Mấy người hóng chuyện tiếp tục thắc mắc, thế này là thế nào vậy? Kiếm khí trầm ổn của tiến sĩ cơ không thể nào động được vào tiến sĩ Tê, rốt cuộc tiến sĩ Tê đã sử dụng nước cờ kỳ lại gì vậy? Cơ kỳ tức giận nghiến răng, di chuyển ngàn vạn khí đao của ta mà không đổi sắc thái gì, Tê Viễn cầm long công của ngươi còn có thể đạt cảnh giới như vậy sao? Sau đó hắn không cam lòng chấp hai tay lại chuẩn bị tung chiêu. liền thấy một chiêu thức khác lập tức được tung ra, Kiếm quy khư hợp quy. Nhìn Tê Viễn không có động tác, hắn tức giận. Tê Viễn sao ngươi không tránh chiêu này đi? Tê Viễn bình tĩnh nói, lấy thân xua binh người kiếm kết hợp, kiếm quy hư mà sơn trưởng truyền cho ngươi. Mà ngươi còn lâu mới luyện được đến hỏa hầu. Cơ Kỳ liền chố mắt thấy kiếm của hắn đến trước mặt Tê Viễn lập tức bể nát. Tê Viễn nói tiếp, ngươi quả thực đã bôi nhọ môn tuyệt học này. Cơ Kỳ thấy vậy liền tức giận, không tin được, Tê Viễn vậy mà. Tê Viễn lạnh mặt, Cơ Kỳ à tuy xương sọ của ta bị thương dẫn đến việc cảnh giới bị trình trệ dốc hết sức ra tay sẽ có trở ngại đối với tuổi thọ nhưng ngươi xứng để ta lấy sức ra mà đánh sao nói xong liền dùng tay đánh ra một chiêu cơ kỳ lập tức văng ra xa mấy chục mét lên một đường thật dài trên đất mà tê viễn đã nhanh chóng tiến sát về phía cơ kỳ dùng viên đá đè lên đầu hắn ta cho phép ngươi đứng dậy chưa nhiều năm vậy rồi vẫn chưa từng động tay có phải ta đã để cho đợi mà quên luôn rồi không quy tắc của đồng nhân điện ra trước sau nhưng một có thể ra tay thì đừng lại nhảy đã ra tay rồi thì đánh cho người ta phải phục cơ kỳ tức mà không làm gì được lại nghiến răng tê viễn ngươi lúc này cơ kỳ cả người đột nhiên lún xuống đất quy trước mặt tiêu viễn tiêu viễn cầm viên ngọc trong tay tiếc nuối ấy cửu khiếu ngọc không dễ gì làm được bị hư rồi cơ kỳ siết chặt hai tay cửu khiếu ngọc tê viễn ngươi dỉ nhục ta quá đáng rồi đó tê viễn chuyện này không kết thúc dễ dàng như vậy đâu mà tê viễn chó sủa không quan tâm xoay người bỏ đi cơ thanh cảm thán lão sư của mình mạnh đến mức độ này sao sau đó giơ tay lên nhìn hơn nữa thiếu hạo cốt đột nhiên có phản ứng rồi cửu khiếu ngọc dựa theo tập tục người xưa hạ huyện đồ ngọc ở trong tắc cốc đạo Thiếu hạo cốt đột nhiên muốn ăn cúc hoa tắc từ đó,